Rồi thì em xin chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên một số máy pin, máy điện, đồ hơi, đồ nghề từ lúc vô luôn mấy anh ơi. Đây thì giá em thông báo ở đây là tất cả là em đều bao ship rồi nha. Khách mới vui lòng cọc dùm em 50.000, những đơn hàng nặng giá trị cao mấy anh vui lòng cọc theo giá trị đơn hàng dùm em nha. Máy điện thì nó sẽ có điện 100V và 200V luôn ha. Con nào 100V thì em sẽ báo, 200V em cũng báo luôn. Rồi thì đồ nghề đây, mũi khoan, búa, chìa khóa khủng long luôn đó, có dao luôn nha mấy anh. Đồ nghề, đồ nghề thì em có cái tủ này, tủ đồ nghề luôn, lên tủ luôn cho mấy anh luôn. Rồi với đồ tùm lum từ lưa đây đó, chui điện thì em còn được một bộ hai bộ nữa mấy anh. Ở mấy anh điện mấy anh dặn em quá trời luôn mà em thật sự luôn là em chưa có thời gian rảnh để lựa, thì hôm nay mấy anh lên clip nè, còn gì mấy anh ủng hộ em đó nha. Rồi thì mua hàng thì mấy anh cứ liên hệ qua hai số điện thoại em có để trên tựa đề video á, mấy anh liên hệ qua hai số điện thoại đó gặp em và chốt hàng nha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn nha mấy anh. Rồi thì em có con đục này nè, đục của Thụy Điển luôn mấy anh. Đục này nó chạy chạy bằng máy, máy hay thì mũi đục 24 ly, em đó có lục giác 24 ly, nhưng mà em không có mũi đục mấy anh ơi. Này thì vậy mình kiếm mua đục, lúc trước em nhớ con có bán con á, mà con đó em thấy con này còn mới hơn con đó nữa, nhưng mà cái con này bây giờ em không biết nó đổ sẵn đâu, đổ không lẽ thiệt luôn không biết luôn á anh, nhìn quá trời nhìn luôn không biết đổ sẵn đâu. Đây không phải rồi, bị chán lắm quá đùa trời. Cái gì á, còn cái này không biết cái này phải cái đổ sẵn đâu không biết nữa, nhưng mà nó bị mất cái nắp gì đây không biết, hay là nó còn cái nắp gì đây không nữa. Đây nè, có lỗ đây nè mà không biết phải nắp này không biết nữa, hơi hiền đồng luôn. Ừ. Hơi thì còn ngon nghe 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 là nặng à. Con này tới ba mấy ký á. Hơi là nghe còn mạnh lắm. Đó. Còn thịt thịt vậy đó. Con này tôi chạy lên cái cũng cắm xét. À, nó chạy rồi không biết đường tắt á, nha. Mà cái con này nè, tem nè. Đây đâu. Đây. Nó là nó chạy máy thì xoay xong qua nhớt thì dễ mất in quên đi nè. À đó, rồi chỉ để vậy thôi à. Còn cái mã thì nó cũng bị mờ xíu mà anh. Nhưng mà cái này đẹp, nhưng mà không biết cái này có phải là còn cái nắp gì hay không, em không biết nha mấy anh. Thiệt không biết chỗ nào đổ xăng luôn á. Vậy chung vậy mấy anh nghiên cứu đi. Rồi, con này em bán sưu tầm đồ cổ luôn. Cái này nó bị án nha. Cái này miếng thun mà. Tay cầm anh em đi đi. Mũ thun mũ. Ừ. Rồi thì con này bác, con này 1 triệu rưỡi bao ship nha mấy anh. Mũi là mũi lục giác 24 ly. 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi em lên số 1 mấy anh. Số 1 con bê tông, ba chức năng nha. Khoan, khoan búa và búa không nè. Con này thì nó sử dụng là cái mũi đục chuyên dùng. Mua đâu cũng có mấy anh yên tâm. Có than, hiệu là Makita, mã là BHG261. Con này khoan được mũi khoan 26 ly mili trở lại, 36V nha mấy anh. Tua một từ 0 cho đến là 1200 min, và búa của nó là từ 0 cho đến 4800 Makita da băng. Mà con này lỗi nha, con này hình như lỗi khoan, hình như nó lỗi khoan á. Búa thì vẫn còn búa, để em ghim thử ra. Con này em bán thân máy không vỏ pin. Con nó lỗi vậy, có lửa chứ còn như khuôn hết. Ủa, có lửa hay là nó lỗi khoan? Có lửa. Nha. Ừ, lỗ khoan. Khoan thì kêu. Khoan thì nó kêu vậy đó mà. Còn khoan thì ok. Còn khoan không thì nó kêu. Đừng có khoan. Ủa, phải mua này em. Đục thì ok hả mấy anh, nhưng mà khoan á nó bị gì? Khoan búa ơi. Búa ok, còn khoan không đây. Ủa? Kìa. Từ từ. Đâu gỡ này ra rồi. Có khi nào nó kẹt nó không quay được không? Thử yêu gì không? Không, có khi mình dặn không tới em ơi. Ừ. Nhưng mà con này cũng lỗi là hơi có lửa.
con chạy hơi có lửa anh. Mà hồi nãy nó khoan nó cái khoang này á thì nó hơi kêu kêu gì nhưng mà không biết cắn mũi vô chạy cái nó hết kêu luôn rồi. Con này có lửa nha, có đập chiều này kia được cho anh luôn á, nhưng mà có lửa vậy mấy anh kiểm tra sửa chữa hay là biết gì. Nói chung là bao cho anh nguyên zin nha, mã số 1 giá 650 bao ship. Rồi em lên thứ hai nè, em lên một con khoan bê tông hiệu là AEG. Con này thì em bán thân máy và vỏ pin, cái vỏ pin này thì về cho anh đóng pin lại chứ cái vỏ pin này nó không có xài được nha, pin này pin hư, nhưng mà em có vỏ cho anh luôn nè, chốc thun này kia nhưng mà còn được. 18V 4A. Pin này là còn nguyên cell trong đây luôn nha. Thì cái con bê tông này nó cũng ba chức năng, khoan, khoan búa và búa không. Nó cũng xài chung với mũi độc máy bót luôn. Con này hình như là không than nha anh. Có than. Ủa, có than hả? Có than. Con này là có than. Pin nó là còn nguyên luôn. Nhưng mà chưa không có xài, không nha. Có đèn, không báo, không biết. Như bán tính vỏ đi. Con này thì ngoại hình còn đẹp nha. Có than. Con này AEG, con này mất tem rồi. 18V. Nó cộng ở trên. Nó cộng ở trên. Lấy cục pin kia con. Im. Con này thì chạy rất là êm luôn nha mấy anh, full chức năng ha. Con anh full chức năng, có vỏ pin luôn mà, giống anh về mấy anh đóng lại nghe mấy anh. Pin nó thấy còn đẹp á, không có nước vô. Ừ, nguyên zin luôn, chưa gỡ luôn nha, tại em không có sạc. Cái cháu này. Nè em đút cái cây ấy vô nó hơi bị quẹo quẹo chút gì mà anh bẻ lại nha. Nhưng mà vẫn còn ghim vô được. Rồi mã số 2 em bán giá là 1.300.000 bao ship. Máy thì đẹp. Số 4. Ủa 3. Số 3. Số 3 em lên một con khoan bốt. Con này thì nó là 36V. Em không có pin thử, con này thì bắn mù ha. Con này khoan thường và khoan búa thôi mà anh, có hai chức năng thôi. Đây 36V. Con này á, là hiệu bốt. Bot này thì nó của Made in Germany nha. Mã nó đây, mấy anh có thích thì mấy anh chụp hình lại. Chứ mã nó nhiều lắm. Made in Germany luôn nha. Thì ngoại hình máy là cũng có đầy xước nhẹ này kia đồ, nhưng mà nó không có bể. Máy thì mù, bao nguyên zin nha. Mã này là mã số 3, để bán giá 600, bao ship. Rồi em lên con số 4, một con khoan bốt luôn. Con này có vỏ pin cho anh về đóng lại luôn nha. Chứ cái vỏ pin này, vỏ pin hư, không có xài được nha. Con này là con khoan bốt 9.6V, tua từ 0 cho đến 400. Và một tua dòng tua từ 0 cho đến là 1000 min-1. Made in Malaysia nha. Đầu 10 ly autolock, có gơ nhẹ. Con này thì nó gồm là 25 cấp chuột, 1 cấp khoan. Đầu kẹp autolock, ga vô nhẹ nhàng ha. Rồi bây giờ em sẽ thử luôn. Dạ. Coi cộng ở dưới cho nè. Ở dưới. Đó, điều tóc thắng ok dùm em ha. Máy ok không bể vỡ, bao cho máy nguyên zin ha. Cắt chuột ok luôn. Em bán này, con này em bán 150 nha, mã số 4 150, số 4 150.000 bao ship. Giá em thông báo tất cả đều bao ship. Mà anh đang xem video, thấy thích video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ em nghe mấy anh ơi.
Rồi các em lên một con khoan 10V8 hiệu là Makita. Đầu con này 10 ly autolock, ra vô nhẹ nhàng có độ gơ ha. Nè, độ gơ nè. Có độ gơ nha. Con này thì 18 cấp chuột, 1 cấp khoan. Tua từ 0 cho đến 350 mà một dùng tua từ 0 cho đến là bao nhiêu á, hết thấy rồi. Nó có điều tốc. Sợ lấy ghế vô đây ngồi sợ. Lâu lắm. Để cái ấy chào đứng mất. Con này thì nó vậy nè, nó bị chóc thun thôi. Đó, về má lấy keo sắt dán lại hai cấp nhanh chậm luôn giùm em ha. Đầu hay ghê nha. Đó, ra vô kê giùm em ha. Cấp chuột coi. Có nó rồi. Ok nha má anh. Con này em bán thân máy không vỏ pin. Bao má anh chạy ok. Nguyên zin, mã số 5, 250, bao ship. Số 6 em lên một con khoan Hitachi má anh. Hitachi này 22 cấp chuột, 1 cấp khoan, 2 cấp nhanh chạm đầu autolock 10 ly, ra vô nhẹ nhàng. Có độ gơ. Độ gơ ít không nhiều. Con này 12V. Thì cookie đúng không? Này 12V nha anh. Con này thì chóc thun ở ngoài hết trơn nhưng mà đẹp nè. Đó. Không bể vỡ gì hết trơn, hình như nó có lớp thun ở ngoài nhưng mà thun nó chóc hết rồi. Đều tóc, thắng ok hết nha, full chức năng. Bao cho má anh nguyên zin hết nha. Mã số 6 giá 200.000, bao ship, số 6 200. Ủa? Này tiếp gọi ế hả? Số 6 200.000. Số 7. Số 7 em ra một cục sạc Makita. Sạc 36. Sạc con sạc này á, là sạc pin li-ion. Dây điện còn không có chui. Sạc là sạc pin 36V. Cục sạc này sử dụng là điện 200V. Công sức cái này là nó sạc vô được 9A hay gì á, 430W. Điện là 220V. Có gì điện không có chui nha mình. Mấy mà, mình thử. Cục sạc này ok, không bể nha. Nhưng mà có dơ, có dơ đây, dính tẹp, dính ba cái gì đang thụ lùi không biết nữa nè. Con này á, thì má anh điện 220V nên là má anh ghim điện 220V nó mới lên đèn giùm em nha. Có quạt, quạt chạy em gu à. Sạc được pin 36V thôi nha má anh. Không sạc được pin từ 7.2 cho đến 24 đâu nha. Chỉ một pin 36V thôi. Mã số 7, giá là 400, bao ship. Con này sao? Con này thì con tia laser anh, 1 tia, 2 tia, 3, 4, 5. 5 tia anh ơi. Ở dưới này có cái kiến nữa mà bể rồi. Ở chính giữa này nè có cái kiến bể. Singapore, hàng của Singapore, made in Singapore. Tiger vậy nè. Mấy cái kiến nó thì có một cái hai cái kiến là nó bị về nè, nó bị dính này, dính hồ, dính gì á, anh keo gì á. Về đâu mà anh khửi khửi ra. Thì mấy cái kiến này thấy không bể nhưng mà thấy hơi dơ vậy đó. Nè. Còn ở dưới đít này thì bể nha. Chân thì còn đầy đủ nhưng mà không biết sao nó không có lên gì hết trơn á. Này xài. Ồ trời. Có pin đâu lên. Mà có chắc anh Tân cũng có thử pin rồi, mấy cháu pin hơi xét nữa mà anh. Nè. Mất nắp luôn rồi. Cái này thì em bán xét. 130.000 mà anh về lấy được gì lấy. Mã số 8 130, bao ship. Rồi em lên số 9. Mấy cái đèn pin nè. Clip rồi là em cũng có một mớ đúng không? Mà clip này em còn nhiêu đây em gom bán hết luôn cho rồi. Mấy cái này thì nó có lỗi em anh. Có lỗi nha. À, thì cái nào lỗi? Thì cái này nó xài là xài cái pin chả bá lửa, pin kêu pin gì ta? Nè. Cái cục pin bự bự á, cục pin hát là vô cục bự bự á mà anh, mà nó xài ba cục mà nó vậy nè. Cái này thì nó bị gãy cái bát trong đây hay gì, cái bóng nó lọt xuống đây, cái bóng còn nè ha, nhưng mà nó lọt xuống gãy cái bát rồi, về mà anh bắt cái bát lại sao cho nó dính lú bóng lên là được. Mấy cái này thì em bé em không có bao trái nữa tại vì quá rẻ. Nó có bóng xi cua luôn nè mấy anh, nè bóng này bóng mới nè, còn đít cũng có cái bóng nữa. Nó thì cái này là em bán là nó bị lỗi nha. Nè một cái này cũng y chang vậy luôn, ngay bóng bị mất tiêu rồi. Nhưng mà sao này còn cái bóng xi cua cho má anh nha. Ở đây nè, nè bóng nè,
ba bóng luôn. Nó có bóng xì cua mà anh về mà anh chế cái bát bắt cho nó cứng cứng lại là được à. Thì nói chung là em bán cái này lỗi đó. Cái này có bóng đèn mà mất cái vòng ngoài rồi, kiến cái này mất tiêu rồi. Ở đằng sau này cũng còn bóng nữa nè. Nè đó. Giờ cho mấy anh lấy đồ, lấy gì lấy cũng được. Sưu tầm nè. Nè bóng nè. Còn cái nào cũng còn bóng chứ mấy anh. Rồi cái này là em nay là em thinh lý lỗi nha. Bữa hổm là ba cái hai cái gì đó bán 130 gì đó, bây giờ bốn cái luôn. Bốn cái này lỗi bán nhiêu vậy, 150 luôn. Bốn cái này thanh lý là nó lỗi nha, nó con này kia bị tùm lum tùm lưa đó, lỗi. Mã số 9 150 ngàn. Rồi số 10 cũng y chang vậy luôn, nó cũng nè, nó vuột bóng vậy nè mấy anh. Mà ở đằng sau nó còn cái bóng ngựa xì cua cho nên là mấy anh về mấy anh bắt vô dính là được nè. Có một số cái là nó bị còn pin chỏng, nó chảy nhìn hơi đen đen, mấy anh vệ sinh thử coi xài được không nha. Cái này cũng mới nè, nè còn bóng không nè, xì cua còn này không có pin, vậy mấy anh mua pin bỏ vô thử coi nó cha xa cháy không. Mà không cháy thì mấy anh thay bóng khác, còn thôi là cái này dễ lắm, trong không có gì chân á, chỉ có đoái gắn pin vô lại rồi à. Rồi bốn cái này cũng thanh lý lỗi luôn nha. Nè, cái nào cũng có made in China. Ủa made in Japan hết nha. Thanh lý lỗi luôn, mã số 10 150 luôn, bốn cái. Số 10 150 bao ship. 11. Này mẫu cái này ghim điện hả? Này điện nhiêu trời. Cái oxy là nụ oxy này điện nhiêu anh Tân? Đâu trời. Này nãy chú có thử không chú sư? Bữa này chắc không có bình, chắc không thử đâu đâu. Có gì điện này có thử không vậy? Cái này nó còn dây điện manh nè, nhưng mà em không thấy tem nó là điện nhiêu hết trơn á. Dưới cái này hình như có cái bình luôn mới được hay sao em cũng không biết nữa. Ở đây thì nói này chắc gắn vô bình oxy, có đồng hồ. Ở đây thì có viên bi nè, nhưng bây chắc nó chạy lên hay sao em này không gành mấy anh ơi, nặng lắm cục này trời, nặng. Đồng hồ này không biết còn xài được hay không nha, cái này thì em cũng không biết luôn, bán xác luôn 200 ngàn. Này xác luôn, dây điện nè còn nè, 11 nghe 200. Mã này xài điện mấy vậy? Không biết luôn hả? 11 200 ngàn, cái này cũng xác luôn, không có thử nghe mấy anh. Rồi em lên tới 12, em lên đầu hơi. Đầu hơi này em cũng bắn mù luôn, em không có thử nghe mấy anh. Tại vì không có thử thiệt. Không có thử rồi bán không thử nghe mấy anh. Không thử nó không thử nha. Chứ không phải là thử rồi chết em bán vậy đâu, không có nha. Rồi một con đục hơi, đuôi còn, cái mũi đục cũng còn luôn. Thì cái này có bu lia rồi đó, có bu lia cho nó sạch nha. Chứ về nó cũng hơi vàng vàng, dính nước vàng vàng. Mã 17 nha. Ủa 12 nha. Mã 12, con đục hơi này em bán là xác 150. 12 150 nha. 13 cũng là đầu hơi luôn, có đuôi. Con này là con mày khuôn nha. Con mày khuôn cốt 6 ly. Cái này còn dặn ra được luôn nè. Cái cốt nó còn dặn nhẹ nhàng luôn lắm anh. Đó. Có chữ luôn, Made in Japan giùm em, hiệu Toko Made in Japan. TG25Z2. Đó. Cái này cũng em cũng thử luôn. Không có bao sống nha, không có bao sống, không mà cũng không biết nó sống chết luôn. Mã 13, xác luôn đi, 150 ngàn, 13, 150. 14, 14 con này là cũng mày khuôn luôn, đít còn nè. Cái đầu nè, còn luôn, còn cái mũi luôn, mũi cốt 6 ly, xay nhẹ nhàng luôn. Cái này cũng xác luôn đi, 150 ngàn, 14, 150. Đầu hơi em bán xác hết đi cho rẻ. Rồi, một con này, con mài nha mấy anh, đít còn nè. Cái này cái gì không biết nữa. Hiệu Fuji. Fuji Fuji gì đó. À cái mài này, à cái con này hình như không có cái cốt. Có cái độ dặn giữa. Cái này còn con ốc dặn ở chỗ này nữa nè, mà nó không có. Chắc nó mất hay sao ta? Chắc nó mất rồi đó. Thôi con này 130 ngàn. Con này xác 130, 15 130. Con đó có. 15 130 ngàn. 16, 16 em lên con y chang vậy luôn, Fuji luôn, đít cũng còn ha. Cái này có con ốc nè, đó, cái này thì dặn về gặn cái lưỡi vô là xài được luôn. Nhưng mà không biết nó chạy hay không chạy nghe mấy anh.
Cái này thì em cũng bán sát cho mấy anh luôn. 150.000, 16, 150, 17. Em cũng có thằng mày chen vậy luôn, cũng Fuji. Cái này thì nó còn cái miếng mũ này luôn. Đó, nó cũng còn xe nhẹ nhàng luôn nha mấy anh. Nhưng mà cái này cũng không biết chạy hay không chạy, cũng không biết luôn. Cái này cũng sát luôn, 17, 150. Rồi em lên 18. Một con mày hơi luôn. Con này mày Made in China luôn rồi. Nè, ủa, phải không? Cái này, ủa, phải không? Cái gì á, không phải chứ Made in mấy anh ơi. Con em thấy chữ chia, em tưởng đâu China, không phải nha, nè, chia. Không biết hiệu gì, không biết nữa. Chắc hiệu này là bác Shinano hả? Hiệu Shinano. Còn tem không biết. Còn cái này chắc là cái tên của người ta quá à. Tên của cái ông mày hay sao, không biết nữa. Tay cầm, đồ bóp đây, đít đây. Con mày, mày này lưỡi lưỡi 180. Bọc, chụp còn luôn. Cứ ngát à. Cái này sát luôn, 200.000, 18, 200. Rồi, em lên tới cái này, cái gờ là ép sức á. Của Ý luôn anh, Made in Italy nha. Cái cục này giống clip gờ nè, bây giờ em còn cục nữa anh. Này. Nó để luôn là mát nhan cho 66MBA. Rồi cái gì 9572 bit. Rồi mát luôn là 75 độ C. Còn mát luôn kia là để là 16 gì đó. 16A hả? 250V. Mới luôn, chưa xài luôn nha mấy anh ơi. Gle ép sức Made in Italy. Cục này clip gờ cũng có 1 cục á. Clip này em còn 1 cục nè. 19, 250. Hình như cục hết đó. Cục này là cuối cùng đó. 19, 250 ngàn. Bao ship 20. 20 cái này là cái tủ điện gì á mấy anh ơi. À, ở dưới đây thì nó có 4 cái chân này là cục 500 hay gì nè. Đúng rồi, cục 500. Thì ở trong đây á, mà ở trong đây là cái đồ để mình bắt cái điện vô á. Khỏi gỡ ra đi. Chứ họ clip rồi mình không biết mình còn gỡ ra ở trong. Còn clip này mình biết rồi thì khỏi gỡ luôn. Nó nói vậy nè, sao mà mình nói điện đâu trong cái gì á. Nói chung là hộp điện á, mã 20 nha, 150.000. Bao ship 21. Em cũng có một cục luôn, y chang vậy. Nó có 500 hết nè, 4 chơi 4 cục. Ở đây cũng vậy luôn. Cái này là chắc nó hộp điện. Hộp điện luôn á anh, nối điện trong nghe. Nó nói điện ở nhà cũng như là điện vô đây phải không? Xong sẽ ra chui luôn. Đó. Có chu luôn hả? Ở trong cũng có mấy, hình như cũng có mấy domino cũng như thứ hôm qua mình bán. Ờ. Ấy, vậy cái này là cái đuôi đen đó. Không giống. Vậy hả? 21 nha, cái này cũng hợp nối điện luôn. 150 ngàn, bao ship. 22. Nè, cũng là hợp nối điện luôn, của clip gầu luôn nè lắm anh. Nhưng mà cái tem này nó cũng mới, nhưng mà nó tem này nó bị vuột ốc bên đây, nó hơi vậy nè. Cũng mới chát à nè, nói không? Nè. Nè, chưa xài luôn á. À, cái hộp này cũng lớn, hộp lớn nha. Hộp này là cũng hộp nối điện, khỏi gỡ luôn nha. Clip rồi có mà. Rồi, clip này mình biết rồi, mình khỏi gỡ. 22, 150 ngàn luôn, hộp nối điện. 23, cũng nó nữa nè. Cũng là hộp nối điện luôn manh. Đó. À, cái này thì nó chưa xài luôn nè ha. Nè. Nè. À, nè. Mà sao nó vô tới đâu tới 4 lỗ vậy nè, hai lỗ trên, hai lỗ dưới, hai lỗ luôn. Đó, cái cục này cũng 150.000 luôn, cũng mới chưa xài tại nó để vô đồ lộn xộn, nó trầy xước này kia thôi. 23 nha, 150.000, bao ship. 24, em có mấy cái này. Mấy cái này nó bị bể mấy anh ơi. Còn bắt được nha. Cái này là cũng mới giống như chưa xài luôn vậy đó, nhưng mà nó bị bể vậy nè. Nè, bể cái góc dưới này nè mấy anh. Nè, thấy không? Còn dưới đây còn con mấy ốc này còn được hết mà. Bể dưới này nè, hình như cái nào cũng bể hết trơn á. Nè, cái nào cũng bể hết trơn nha mấy anh. Nói chung là mấy cái này bị có bể vậy đó. Bể cái góc dưới thôi à. Ở trên còn bắt được. Nè, 3 cái dài nè. 4, 5,
6 7 7 cái dài còn ngắn nè, 8 9 10 11 12 13 14 cái. Cái này gì không biết nữa. 14 cái mà nó hơi bị bể bể dưới nha mấy anh, chứ nhầm khi nó bể hên khúc rồi nè. Chắc này nó dài mà bể hên khúc rồi. Rồi cái này mã 24 nha, 150.000 bao ship. 25 mấy cái chui nè mấy anh. Cái này thì nó còn có chui đực. Ủa này cá là đực. Cái này là chui đực hay chui cá anh Tân? Chui đực chứ. Chui này chui đực nha. Nó còn cái chui này nó bự hơn cái chui ở nhà mình xài. Nói chung là mình Việt Nam mình là xài là nhỏ. Còn cái này là nó lớn nha mấy anh. Mấy anh không có thể nào mà ghim ở nhà mình vừa nghe. Này là để mình ghim vô chống nước ngày kia rồi đó. Xài cho mấy cái máy lớn lớn rồi đó. Thì cái thằng này là của Made in Australia luôn nha. Thì mấy anh xài điện là điện 220-110 cũng được. Nhưng mà nói chung là nó bự lắm nha. Nè, bằng cầm tay luôn á. Thì cái này em còn chui đực không à. Vậy thì mình cắt cái cọng dây này ra xong mà nối điện vô. Này còn chui đực không nha mấy anh. Nè, chỉ có một đầu mà thôi chui đực thôi nha. Không có chui cái ra nha. Thì ở đây là 2, 4, 6, 8 cái. 8 cái chui đực không à. Không có ghim lại được nha, nè, không có ghim lại được. 130.000. 25, 130, bao ship. 26. Cái này em cũng còn một mã này. Đây. Mấy anh thấy em quay nhiều vậy á chứ thật sự luôn là nó không nào trùng nào hết trơn mấy anh ơi. Chứ không phải trùng là em bán cho mấy anh rồi anh dặn em 5 7 cái, 5 6 cái không à. Nó không có đủ mấy anh ơi. Nó không có đủ cái bộ như vậy. Rồi, cái này thì nó có chui đực và chui cái. Cái này thì nó lớn hơn cái hồi nãy em quay nha. Cái mã hồi vừa rồi. Cái này nó lớn hơn cái mã 25 hồi nãy nha. Có chui đực và chui cái luôn. Này gỡ ra sao chứ sử? Gỡ ra sao? Rút ra là sao? Ủa anh Tăng, cái chui này rút ra hay có bóp đâu không? Chua này em không biết đúng không? Đâu? À, nè, có nó chua đực và chua cá luôn nè mấy anh. Rồi mình ghim vô đây thì nó chống nước nha. Cái loại này thì nó chà bá lửa luôn nha. Ở ngoài thì nhìn nó xót à. Nè, chạy xước với nó dính nước sơn này kia rồi đó. Nhưng mà còn xài tốt nha. Nè, nè. Chống nước. Của Australia luôn nha. Rồi, thì cái này thì em bán cặp. Nè, một cặp nè, hai cặp, ba cặp, 150.000. Mã 26, 150. Rồi 27. Cái này nó có cái chu cái không à. Giống mới quá trời luôn á trời. Thiệt luôn á mấy anh, giống mới chưa xài ha. Mà cái này nó gì dữ hả? 1 2 3 4. Cái lỗ này không tính đi, là 4 lỗ nhỏ, 1 lỗ lớn nè. Chà ba lửa luôn nghe. Cái này nó lớn lắm luôn á. Mấy anh mua là mấy anh phải coi kỹ à. Nè, trời ơi, gắn cái dây điện bằng bắt tay chở luôn. Made in Australia dùm em nha. Điện là 200V cho đến là 220V cho đến là 380V luôn. Rồi dưới để là 240V cho đến là 415V luôn mấy anh ơi, 32A. Đó, hàng của Australia nè, mấy anh muốn biết thì mấy anh chụp hình lại. Thì cái này thấy mới chét à. Đó, em có 3 cái mà nó có chu cái không mà nó không có chu đực. Nè, mới chát ha. Ba cái này 130.000, mã 27, 130, bao ship. Rồi em lên 28. 28 em có mấy cái này. Mấy cái này hình như làm dấu dây điện hay gì em cũng không rành lắm. Hỏi mấy anh có anh nói em là cái này là nó dây điện. Ủa, làm dấu dây điện gì á, không biết nữa. Nè. Nói vậy nè. Đó. Nó có chữ S nè, nó cũng mới chưa xài F. D, S, T, F. S, T lớn, T nhỏ. S, ớn, S nhỏ hay gì á. Nó thì em có nhiêu cuộn, cuộn này cũng mới. Tại nó bị vuột cái hộp rồi nó bung ra thôi à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 món nha. 150.000, 28, 150. Rồi em lên 29. 29 nha, em lên đống này, cái gì không biết luôn.
nó có nhiêu đây em gom bán hết luôn cho anh luôn, chứ để mất công cái này không biết là gì hết trơn, nhiều lắm. Trời trời, đây đây còn mớ nữa nè. Ừ, này giống cái đuôi á, đuôi gì á không biết nữa, như cái đuôi điện gì á mà anh, ống này là như cái đuôi chuột á nè, cái đuôi này giống như đuôi chuột ha, xong rồi cái ngay cái chùi mà không biết xài trong gì không biết, nó chỉ có vậy thôi nè. 1 2 3 4 đếm cái nào mà nó có cái này thôi nha. 5 6 nó có lớn có nhỏ nữa nha, nó có hai loại hai ba cỡ gì tùm lum á nghe mấy anh nè. 6 rồi phải không, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30. Nãy hết cái này cái mà đâu rồi, cái này hả, 30 cái này luôn đi, 31 32, cái này nó khác nữa nè, 33 còn này chưa xài luôn nè, 34 35 36 37 38 khác nữa nè mấy anh, 39 40 khác nữa nè, 41 42 rồi cái này gì trời, 42 thôi đi, 43 đi, với cái này mấy cái này là cái gì không biết nữa, này lụng dụng thôi bỏ đại vô đi ha, vậy là cũng như là 43 cục này. Đó. Rồi mã hết đóng luôn, nặng 29 nha, 180.000 bao ship. 30 đồng hồ có đo không anh Tân hả? Ừ, đồng hồ em bé. Em bé. Ừ. Cái này nè. Đâu vô. Cái này là anh gắn pin mà pin nó gì nè, gửi cho tao coi luôn. Made in Japan nha mấy anh. Có made in Japan đây nè. Nè. Nó xài một cục pin vuông với hai pin con ó, mà pin con ó nhỏ mới không vừa ngang pin nó bự chút xíu nữa. Cái size pin này thì mấy anh mua ở đâu em cũng không biết luôn, em biết đâu có luôn mà em gắn pin nhỏ này xài được nè. Nếu mà em gắn vậy xài được thì thôi giờ xài được luôn đi. Khỏi mà không biết đo gì. Cháy đèn. Nhấn nút cháy đèn. Nhấn nút thì nó cháy đèn nghe mấy anh. Nè còn bà qua đây thì nhấn lên đồng hồ. Cái mặt kiến là bể nè. Có một lần nước nè anh thấy không? Từ 500 tới 1000 gì nè. Từ 200 đến 800 bóp cái đèn cháy nè. Đó. Ở trong thì mới chết. Mà có bể gốc, có bể gốc này. Bể gốc này với bị nứt cái màn hình xíu. Rồi cái này thì em cũng không biết đó là xài gì hết trơn á, mấy anh về nghiên cứu ha. Vậy chứ nhiều anh biết lắm, hay lắm. Cái này nè, nó đo dòng tua này nhưng mà không biết đo kiểu sao thôi nè. Để GBM nữa không? Ừ. Là đo dòng tua đó. Dạ băng thế mấy anh, made in Dạ băng dùm em. Rồi đồng hồ này em bán cho mấy anh giá là 250.000, mã 30, 250. Rồi còn mấy cái này xử luôn. Trời, tay quay. Rồi em lên cái này, cổ, đồng hồ đó ôm, nó có ghim luôn nha, nè ghim nè, chu ghim này, đó, ủa, này ghim vậy là dính hả ta, rồi sao ta, chú sử chập lên con chú sử. Cái này loại quay á mà nó đo do ôm và mi ôm thì kẹp nó lại á, em quay thì nó chạy lên nè, nè anh thấy không, mà không biết xài sao không biết nữa nè, nếu mà em quay đều thì nó lên kìa. Cái này dạng giống như là đồng hồ cổ nghe, rồi nó lên tới đó là nó hết lên nữa hay gì rồi kìa, nó lên tới 10 là nó không lên nữa, hái lên chậm lại là lại gọi cái này về nghiên cứu. Nói chung là quay tay mệt luôn á. Đây có tay quay xong rồi á, có cái này thì gọi về mấy anh nghiên cứu.
hiệu là của Mege gì nè. Đó, cổ dữ lắm luôn rồi đó, chắc lớn tuổi hơn em dữ thằng lắm luôn rồi. Chắc cả tuổi chú Sử luôn rồi đó. Nè, miếng cái da nè, bị khờn hết rồi nha. Đó. Đồng hồ cổ về mấy anh sưu tầm đi. Rồi, 300 ngàn, mã 31, 300. Quay nó mới lên nha. Rồi, 32. Trời ơi, quay nữa. Cái này không biết là gì, mi ôm luôn, cũng gì vi ôm nè. Rồi đo vôn nè, đo được từ 100, 200 đến 300 vôn. Cái này là gì, ký hiệu là gì quên tiêu rồi. 500 vôn trên cho 100 mi ôm luôn nè. Hiệu là Z. Đó. Made in Japan luôn giùm em ha. Đồng hồ cổ luôn. Thì cái này không biết sao nó vậy, em cũng gành luôn. Nhưng mà này cũng cái dạng quay tay. Nè. Quay thì thấy kim nó cũng còn nhích lên nhích xuống mà anh. Nè. Cái đo mi ôm, đo vôn thì mình chỉnh qua đo vôn. Đo ôm là khác nữa không? Thôi cái này em không gành nè má anh ơi. Nói chung á là cái đồng hồ đó là mình quay hay là mình chuyển là nó còn lên xuống. Cái dạng cũng quay tay luôn. Đó. Không có bể nha. Rồi, cái này thì nó vậy, vậy mà anh tự xử. Này về tự nghiên cứu thôi. Mã 32 luôn, 350 luôn mấy anh ơi. 350 ngàn. Rồi 33. Cái đồng hồ kẹp. Đồng hồ kẹp em be nha. À, thì giống như cái clip rồi ha. Nè, nó đo em be. Cái này thì nó đo từ 0 cho đến là 200 em be. Còn cái này nó đo từ 0 cho đến là 600 em be. Thì nếu mà mấy anh muốn đo lớn hay đo nhỏ 200 ampe thì mấy anh gỡ cục này ra, gắn cục này vô. Còn mà gỡ cái này thì là gỡ làm sao không biết gỡ. Ủa cái này gỡ sao anh Tân? Đồng hồ cặp ampe này gỡ sao vậy? À. Nó có cái này nó hơi có dấu bị cấn xíu mà anh. Nè. Cấn xíu chỗ này. Nè. Rồi, mình muốn đo 200 thì mình gắn cục này vô nha. Đó. Đây. Này thì mình thay đổi được. Rồi. Trời bá lửa luôn, thôi sưu tầm đồ cổ luôn đi, mai em thấy nó cũng cổ dữ lắm rồi. Rồi, cái này thì em bán giá 700. Mã 33, 700 ngàn, bao ship. Cái này thì nó bự quá rồi, ở đây em không có điện đâu mà giữ thần vậy. Để thử cho mấy anh coi được. Ê, quá lớn, công suất quá lớn rồi. Rồi em lên tiếp theo. Một cái lo nữa mà anh. Cái lo. Nè. Mà cái lo này xài sao không biết luôn. Nó có dây điện. Điện là 100V. AC của nó là 200W. Ở 200V. Ủa, con điện gì? Điện vô là 200V má anh ơi. Điện vô là 200V. Công suất của nó là 10W. Made in Indonesia. Còn cái này á, cái này nó phải có cái gì nữa nó mới hát ra được hay gì á mà anh ơi. Nói chung là em ghim điện vô thì không có nghe gì hết trơn á. Nói chung là nó ghim điện vô là im gu. Mà không biết xài được hay không cũng không biết luôn nữa. Về nghiên cứu luôn đi anh ơi. 34, 150 ngàn, bao ship. 35 em có mấy cái lọc. Lọc này lọc khí hay lọc cái gì em cũng không rành luôn. Nó vậy. Cái này thì mới, để em bỏ nó vô bịch đi. Cái này thì mới luôn chưa xài. Cái này cũng mới luôn chưa xài. Có cái này xài rồi nè. Hay gì nè. Cái này chắc có xài rồi ha, là nó bị dính nước mưa gì. Em thấy là chắc chưa xài quá. Tại nó bị dính nước hay sao á anh ơi. Nè. Cái này thì ngắn nha, nó còn hộp luôn. Mà không biết có xài chưa, không biết nữa. Nhưng mà hộp hơi dơ. Dài đo phủ bì cái này đi. Đo vậy đi, 2 tấc. Còn cái miệng này nó rộng nè. Khoảng 5 phân. Hơn 5 phân xíu. Hơn 5 phân xíu mà không biết làm gì luôn. Lọc, không biết mà lọc cái gì thôi. Gắn trong máy gì. Rồi có cái này mới chưa khui. Cái gì? Cô bé cô. Rồi cái ở trong thì nó rất là lớn luôn. Nó lỗi trong. Cái này khoảng 1 tấc mốn mà anh. Đo từ đây cho tới đây thôi. 1 tấc mốt. Còn cái miệng sau khoảng 9 phân á. Em cho nó trong lòng luôn đi ha, 9 phân. Mà nó như vậy nè. Rồi cây này. Cái này thì chiều dài của nó là 3 tấc 25.
Còn cái lỗ hình như nó bằng cái kia, bằng cái nhỏ này nè. Khoảng hơn 5 phân xíu, chắc hơn. Lọt lòng nha, em đó lọt lòng á. Lọt lòng thì tầm 5 phân á. Rồi, ba cây này 150 nghìn, ủa 130 nghìn. Mã 35, ba cây này luôn nha. Mã 35, ba cây này 130 nghìn, mã 35, 130. 5 36. Rồi em lên hoặc hút luôn mấy anh. 2.2 đấy cũng dây điện này là sửa rồi. Điện là dây điện còn nhưng không có chui nghe mấy anh. Đây, một con quạt hút nè. Cũng dạng cũng gọn gọn. Đây. Cái bên đây thì còn cái lồng ngoài, cái lồng ngoài thì nó còn, còn bên đây nó bị giục nè. Nè, nó bị giục cái ốc rồi. Mấy anh về mấy anh bắt lại nghe. Đụng vô đây đúng chú Sử. Nó đụng vô đây nó có. Cái này thì dễ mình bắt ốc lại không thôi là mình lấy dây rút mình rút lại ha. Mặt ngoài cho nó đừng, mình đừng đụng vô trong là được rồi. Rồi tem đâu? Mất tem luôn hả? Con này mất tem luôn rồi. Điện là 200V giùm em ha. Hiệu gì không thấy luôn. Nói chung là 200V. Rồi chị. Công tắc nằm ở đây nè, hoặc hút nha mấy anh. Chạy nghe cũng hơi kêu nhen, giống như hơi kêu đạn không, không phải kêu đạn không ta. Tại vì điện 2.2 mình lớn quá, nhầm khi chạy nó cũng kêu vậy thì cũng đúng rồi đó mấy anh. 36 nha, 600 ngàn. Nó chỉ bị cái quạt, cái lồng này nó bị sụp vô trong thôi, nó bị vuột ốc thôi à. Vậy mấy anh bắt lại 36, 600 ngàn. Bao ship, bao ship nha, điện 200V. Cục một cái này 220, 210. Chạy luôn hả? Chạy luôn. Rồi em lên một cái cục motor này cho anh về chế làm được gì làm nè. Điện là 220V. 1.7 đến 1.4A. Dòng tua là 1350 và 1650 GBM. Này chế quạt được không ta? Chế quạt được hả? Cái này mấy anh vẫn chế quạt chắc được á. Em thấy có lú cốt ra cũng áp phê quá nè. Mới lắm cái này em thấy mới chắc hả mấy anh ơi. Nè, mà không biết nó xài trong cái gì không biết ha. Điện là 200V giùm em. Nè, cốt nè. Chừng cái quạt thiệt á nha. Cái cốt này thấy giống cái quạt lắm á. Để em kẹp cái. Đâu rồi cái đi. Cái kẹp em đâu trời. Đây, để em đo cốt cho anh. Này chế quạt được quá. Nó bên đây nè, nó cái cốt bên đây chọn, bên đây bề nó kêu là sao trời. Em đo được 11,5 á. Không biết có xê xích gì không nhưng mà em đo nó là 11,5 nha. 11,5. Rồi thử luôn. Nó có còn cục tụ vậy luôn nè, nó ra cộng 2 cộng dây điện vậy nè. Rồi ghi mấy chú Sử ơi, ghê quá, điện 220 ghê, đụng đây đụng ta. Rồi rim đi. Điện 220 ớn quá. Có công tác gì không hay vậy, chạy luôn, hết hồn không ta. Con hai bị giật mình lắm, con hai bị liệu bậy nha. Trời trời trời, chú cầm gì gần dữ vậy? Ồ, chạy em gu mấy anh ơi. Chạy nha, chạy em gu à. Rồi được rồi chú Sử ơi. Chạy im nha, điện 220V. Điện mạnh đây xài được á. 37 nha,
450.000 bao ship cho cái cục này. 38. Em lên một con máy điện. Con này hiệu là Ethiman. Có điều tóc luôn. Này 110. Điện là 100V, công suất con này là 150W. Dòng tua con này 5.000 cho đến là 11.000. Min trừ 1. À, dây điện còn ha anh. Ngoại hình con này đẹp nha. Bàn nè. Đòi mình kẹp nhám còn luôn. Ồ, con này đẹp nha. Bàn cứng ngắt. Bàn nè. Miếng mũ này cũng còn đẹp nha. Con này là size là 185. Rộng cái đế là nó là 90. 92, 93 gì đó. Nó hơi lẻ xíu. Rồi con này thì em ghim đây luôn. Cái này không dây điện sạc cái gì vậy? Hả? À. Đây, máy chạy nha. Ủa chua hư gì vậy? Ủa con này chạy em vậy? Coi cái đầu điện cái ghim không? Ghim mà sợ cái chua nó hư. Hả? Trời ơi. Cái điều tóc nó hư rồi mấy anh ơi. Mấy anh phải dặn lên tới chỗ mát luôn á nó mới chạy. Nè. Không có lửa nha. Chắc hơi khô dầu mà ở vậy. Chắc hơi khô. Nó hơi kêu. Nó kêu gì kỳ vậy? Chắc nữa. Hết hả? Không, nó chưa đâu. Gít quá vậy. Mới qua mà. Bị gít thôi. Nhìn em hô biến nè mấy anh. Nếu mà không hết thì dục luôn. Này xịt vô đây hả ta? Xịt đâu? Đại ở đây đi. Xịt đại đi, trúng đâu trúng. Ok. Thôi dục luôn đi. Kiểu gì á, mất ghét. Dục luôn, bỏ mã này đi mấy anh. 39. Nó bị kêu cái gì rồi? Bể cái gì hay gì rồi? Không biết luôn. Nó hơi kêu, bỏ qua đi mấy anh ơi. 39 em lên một con nha. Để con ghi cái cọng đó vô. Rồi em lên một con mày khuôn mấy anh. Nè, phay nè. Ở con mày khuôn này, cốt này chắc 6 ly nha. Nè. Cái đồ mình dặn cái lưỡi vô á là còn gỡ ra được nha, nhẹ nhàng nè. 6 ly. Cội cái đầu cứ ngắt luôn. Nè. Máy ngoại hình nè, đẹp ha. Makita. Mát luôn là cái gì? Phi 36mm kìa. Điện là Makita, mã là GV0600, điện là 100V. Công suất con này là 400W, dòng tua là 25.000 trên min. Makita da băng ha. Con này thì dây điện có nhưng mà không có chui. Cái công tắc nó đã lắm nè. Rồi, ok, bóp nha. Ghim chứ sẵn. Im mấy anh ơi. Im gu nha. Công tắc đã quá trời luôn nè. À. Im gu. Nheo lửa chút xíu rồi mấy anh ơi. Bao cho mấy anh luôn ha. Nheo lửa ít, không có nhiều. Không gung luôn. 39, con này em bán giá 500. Bao ship. Dây điện là nó không có chui nha mấy anh. 39 500.000 bao ship luôn. Rồi em lên 40 máy mài. Clip rồi thì quá trời mấy anh hỏi luôn. Mấy anh hỏi mấy con này quá trời luôn. Rồi. Mấy con này cũng không có số lượng nhiều đâu nha mấy anh. Có mấy con nè. Còn kia là mấy cái con mà nó gỡ ra sẵn đó. Thì đó em qua em có quay cho mấy anh con. Nó gỡ sẵn ra hết vậy đó. Biết ra bỏ nữa gỡ ra làm cái gì luôn. Bỏ mình phải làm mình mới biết. Đồ Singapore nó là sao, đồ Nhật nó là sao hả anh. Chứ mà mình không làm mình đâu biết được. Con này thì dây điện nó còn.
đồ mở còn nhưng mà không có chui, chụp bọc lưỡi còn, chụp lưỡi không có, hiệu HLT. Điện là nó 100V, công suất nó là 700W nha anh. Tem nó nằm đây, dòng tua em không nhìn thấy được, nhưng mà nó để là made in China. Đây, máy ngoại hình nè. Nói chung á, là hàng Singapore này em thấy rồi, máy là ngoại hình nó điều trị xước khờn rất là nhiều và rất là nhìn không, bề ngoài là không có đẹp. Nhưng mà ở trong ruột là em gỡ ra hồi clip rồi đó, clip rồi là bán gỡ ra ruột ở trong rồi còn rất là đẹp ha. Cho nên là em bán mấy con này khỏi gỡ đi, gỡ ra có mình em gắn lại khùng mua. Thì nói chung là em 3 chấm anh là không có lửa thôi, máy chạy ok, không phải máy chết, vậy đi ha. Rồi ghi mấy chú điện chăm nha. À, nheo lửa là không thấy đâu, nhưng mà em bao cho anh đó, anh cứ yên tâm đi chị, nheo lửa nhẹ không lửa lớn nha. À, không có rung, không có rung nha. Cái đầu để mình mở đá còn luôn ha. Mã 40 giá 300.000, bao ship ngoại hình nè. Mấy anh nhìn kỹ ngoại hình đó nha, để nhận máy. Nhầm khi mấy anh nói trời ơi sao máy xấu quá, em nói đó rồi mà, máy là hàng Singapore là ở ngoài bề ngoài nó là nó xấu lắm, tại vì xài chắc xài ẩu mà này, xài xong dục á, hay là để qua để bên sao á, biết gì mà mấy chung mà mấy con này chuyên công trình không à, mà xài cũng yên tâm lắm. Mấy con này trâu, con này cũng khi đầu tiên luôn, đá cắt là một tấc, chụp không có, bọc còn nè, gió mũ, dây điện còn, không có chui, điện 100V, công suất 700W. Rồi, ghi một con đi, không có chui khó ghi. Trời ơi. Vô chưa? Chỉ gieo lửa không lửa lớn nha anh. Bao cái mai luôn, không có rung nha. Con này nghe hơi kêu đạn xíu hay gì á, mấy anh về thay đạn xíu nha. À, con này mã 41 nha, giá 300.000. 42. Dây điện còn, đồ mở còn, chụp còn, bọc lưỡi còn. HLT luôn. Nè. Nè. Dây điện nè, không có chui luôn nha. Cũng là điện 100V, công suất 700W luôn nha, made in China, lửa đất các con tất. À, dòng tua con này thấy nè, dòng tua con này là 11.500 trên min. Mấy con này thì nó chạy im nha, 3 chấm anh là chạy chỉ lửa nheo nheo thôi, không có rung, chỉ nheo lửa không lửa lớn nha anh. Nếu mà lửa là thấy rồi. Rồi 42 giá 300.000, bao ship. Rồi 43. 43 em lên cái này máy mài luôn, máy mài Hitachi. Dây điện còn, đồ mở còn nhưng mà không có chui. Dây điện có quấn keo xíu. Con này vỏ nhôm anh ơi, Hitachi nha. Chế chụp lưỡi là nó còn cái dưới không, cái trên không có, cái bọc còn. Vỏ nhôm nè. Sử dụng đá cắt 1 tấc, sử dụng điện 100V. Công suất con này là 580W, dòng tua 12.000. Trên min. Rồi. Dây điện còn có quấn keo nhưng mà không có chui nha anh. Con này lửa là không có lửa. Nó hơi chiêu đạn nha mấy anh, con này không có lửa, máy thì không có rung nhưng mà chiêu đạn. Mã 43 nha, con này em bán 150.000, bao ship. Rồi em lên con này, dây điện còn không có chu luôn, nó còn đồ mở luôn nè, chụp lưỡi còn nha, bọc lưỡi còn luôn, hiệu là Hitachi luôn. Điện là 100V, công suất con này là 620W, dòng tua 12.000. Còn dây điện nhưng mà nó không có chui em anh. Nè. Con này chủ chỉ neo lửa luôn ha, không có rung,
nhưng mà nghe cũng hơi chưa đạn, kích kích đạn xíu. Con này 4450 luôn, 4450 ngàn bao ship gửi nha em nghe. Rồi 45 em lên một con cưa lọng boss, con cưa lọng boss em đâu trời. Con này thì của hàng Jimmyland nha. Điện là 220V, công suất con này là 350W, nó 6.5A mà nó watt nó là 350W nha. Dòng tô của nó là 3.000 trên min. 3.000 trên min nha mấy anh ơi. Rồi con này bớt điện 220V luôn của hàng gì qua này, Jimmyland. Đó. Rồi. Cái con này thì thay lưỡi chỗ này nè, có cái vít vít dài, mình chọt vô đây, mình dặn ra thay lưỡi, lưỡi chữ T bình thường, lưỡi còn luôn, lưỡi này đẹp luôn nè, lưỡi boss luôn. Rồi, ghim luôn. Dây điện thì nó còn có chút xíu mà anh về mua dây điện khác mà em nha. Bàn nè. Ok ha. Cái chui nó dẹp nó cũng hơi khó ghim nữa. À con có cái chui này chú Sử nè. Ủa mà cái chui đó là dẹp mà đâu có, ủa tròn mà đâu gắn đây được. Chỉ nghe chút xíu lửa, không lửa lớn nha mấy anh. Không có lửa lớn nha, bao cho mấy luôn. Rồi con này em bán giá 400, mã 45, giá 400.000 bao ship. 46 em lên một con này nữa, điện 220 luôn. Con này là một con cưa kiếm Hitachi mà ngộ ha, nó cũng Hitachi hay Hikuki, nó cũng cùng hỉ Nhật luôn, mà nó có một số là nó điện 100V mà số mà điện 220 ngộ ha. Con này con cưa kiếm Hitachi nghe anh, điện con này là 230V nhưng mà nó là hai điện 220 bên đây đó, điện 220V 50-60Hz 2.6A 570W, dòng tua là 2.200 cho đến là 1.500 trên min. Rồi có tay cầm luôn nè, ngoại hình con này cũng ok đẹp nha. Đo kẹp lại đây chưa để con ấy sao ta, sao mà đụng có được, cái cử này là còn cử luôn nha mấy anh. Dây điện còn nhưng mà nó không có chui. Nhèo có chút xíu lửa luôn anh. Không lửa lớn thì em nha. Mà mấy anh yên tâm đi, cái đầu nó còn cứng, anh Tân mới bán không hơi không cứng, anh Tân dễ gì anh Tân bán. Vậy nói chung là đầu còn cứng nha, ngoại hình nè đẹp. Con này em bán 450, điện 220V 46 450 ngàn bao ship. Còn cái đầu kẹp nha, cái đầu kẹp, còn cái đầu kẹp luôn thì nó dễ, anh mua lưỡi anh bỏ vô là xài thôi. Rồi em lên tiếp theo một con máy mài. Ủa? Một con máy mài, con này điện là 220V luôn, nó để là 240V nhưng mà mình xài đây 220V được nghe mấy anh. 570W, dòng tua là 13.000. Dòng tua 13.000 nha, sử dụng đã cắt tất. Con này dây điện còn, đầu mở còn, nhưng mà dây điện không có chui. Chụp lưỡi còn, bọc lưỡi còn luôn. Hiệu là hiệu gì cũng biết luôn á. Hiệu này không biết hiệu gì không? Rồi, ghim thôi. Nè, công tắc nè. Lửa nè, không có lửa nha. Không có lửa nha anh. Im. Đó êm luôn, không rung nha. 47 giá 300.000 bao ship. 47 300, điện 220V. 48 em ra một con máy mài, con này dây điện còn nhưng mà không có chui, còn đồ mở đầy quát nha, chụp lưỡi không có, bọc ngoài còn. Điện con này là 220V giùm em. Đá cắt tất luôn.
Mà con em nói với anh á, đề quát nha, cái hiệu này mấy con vàng vàng này là đề quát hết, con nào cũng mất tem hết trơn á. Với ngoại hình con đề quát này ở ngoài là rất xấu em anh nè, nhìn nè, trầy xước khờn có nha, nhưng mà máy không bể, ruột đẹp. Chung là ba chấm anh chạy ok đi. Chứ giờ gỡ sao gỡ, con mình em gỡ cái này ra ăn mài luôn á. Nội không biết được gắn vô thôi cũng ăn mài nữa. Để nè. Không con nha. Không thấy lửa trong được, nhưng cũng không có lửa đâu anh. Lửa sao kỳ vậy? Kỳ. Nó cái này nó mà anh bị thụt ra thụt vô nè, cái cốt của máy mài á, con cái mình gắn cái lưỡi vô á, mà anh nó bị thụt ra thụt vô, chắc bị hư đạn hay sao rồi. Con này thì em bớt cho má anh nha, kỳ vậy trời, chạy mà em thấy thụt ra thụt vô rõ ràng. Nhiêu giờ tăng 350 được không? 350 đi, 350 về cho má anh thay đạn khác nha. Em cũng không biết là nó bị, nói chung là giờ nó bị thụt ra thụt vô đó. Mấy anh mua được mua, và không được thì để mốt em bắn sát. 48 nha, 350 cái cốt này nè, nó bị vậy nè, nè nó thụt ra thụt vô được nè mấy anh ơi. Rồi 48 350 nha, không biết phải hư đạn hay không nữa, nhưng giờ bán là nó bị thụt ra thụt vô vậy đi. Thì mấy anh mua được mua, và không được thôi để mấy mốt em thanh lý sát về cho mấy anh sửa. Rồi em lên tiếp con này, đầy quát. Dây điện là còn, mặt không có chui, đồ mở còn. Nè mất tem luôn, điện là 220V nha. Đá cắt 125. Sử dụng đá cắt 125. Cái bọc ngoài còn, cái chụp ở trong mất tiêu rồi. Cái máy này thì dễ máy anh muốn cốt. Ê cái này còn cứng ngắt luôn nè nha, không có hụt gặp vô nè. Chạy nè. Điện là 220V nha. Mấy con này mất tem hết rồi, không biết dùng tuôn nhiêu đâu mấy anh. Ngoại hình máy là nó bị chạy xước khợn gì tùm lum hết trơn nha. Nè mấy anh thấy nó nhìn đen thù lùi không? Nè đó, là nó bị chạy đó. Quay về nhìn rất là kỹ luôn đó. Mấy anh đừng có nói là không có hả. Không có rung nha mấy anh. Lửa có lửa nha. Lửa lớn như ta. Hơi có lửa. Con này thì nó hơi có lửa xíu, nhiều nheo xíu. Được rồi, được rồi. Con này hơi có lửa xíu. Không lấy bắt nữa trời. Con này hơi có lửa chút xíu. Mà anh về đâu, mà anh thử mà anh chùa than. Không thôi thay than khác ha. 550. 550 luôn đi. 49 550 ngàn. Bao ship 50. 50 em lên một con máy mài. Con y điện còn, đồ mở còn luôn, cũng đề quát luôn, đá cắt 125. Chụp lưỡi bọc lưỡi lưỡi còn nè. Điện là một, điện là 220V nha. Ngoại hình máy cũng xấu quắc nè. Nè. Nó trầy xước đây hồi lùi nè, đó. Để mấy anh thấy, để mấy anh nhận máy mấy anh đừng có hết hồn nha. Nó hơi, nói chung là hơi dơ vậy đó. Gì mà chú sự. Con này cũng có nhan nhan chút xíu à. Lửa dơ thôi mấy anh ơi. Đó. Có lửa luôn em gu không? Có lửa luôn mà em gu à. 50, 580 ngàn bao ship. Rồi em lên tiếp luôn một con cắt bàn. Con này hiệu là Makita. Nó là điện 220 luôn. Đây. Nè Makita mấy anh. Ba nó sử dụng là lưỡi 355. Mã của nó là 2414. Điện là 220V. Để nhiêu A đây. 6.5A hả? 1450W. Tua 3800 trên min. Da băng nha, Makita da băng nè.
mà nó là nó có dây điện mà nó dây điện không chui nha. Bàn nó là bàn sắt đây, bàn sắt có móp chút xíu, móp đây chân nó để coi chân chân thì còn đầy đủ mấy nay không còn đầy đủ ha, lửa 355 lửa lớn luôn giùm em. Bàn là bàn sắt, cái bọc nó bọc sắt luôn nè, cái này còn, cái này cũng còn luôn. Ủa này mở đâu rồi? Ủa này mở đi đâu sử? Chưa không còn. Hình như bé ra vậy. Sao? Gị lên á. Đúng rồi, gị cái đó lên á. Đúng rồi. Đây, ở trong đây thì cái đồ mấy cái chén á, chén để mình để cục đá vô á mấy anh. Còn nha. Nè, còn. Còn cái bọc này luôn. Mà sao ngỏ nghe các bạn xài đẹp. À bảo nó còn đẹp mà. Mấy mày nó nhìn thấy ghê à. Thấy ghê mà chạy im. Mà cái gù có cái gù ở trong á, hổng gỡ ra mấy cái ghê đẹp. Nè. Con này thì xài nó là Eto này, Eto thường hay nhanh trời. Eto thường nghe mấy anh ơi. Eto thường. Chưa đem bỏ nhỏ lại cho mấy anh coi. Nè, Eto thường nha. Ra vô ok. Ừ. Đó. Nó có này luôn nè, che đựng có để mưa ướt vô đây. Là nó không có bị giấy hay gì, không có bị sét hay gì. Đây. Con này nói chung cắt cũng ít không nhiều lắm. Đó. Cũng đẹp. Rồi, thử thôi. Đi mấy chút xíu. Có lỗ không? Rồi, kiểm xử. Bao cho mấy anh luôn á, chỉ nghe có chút xíu à. Lửa này lửa dơ thôi à, thiệt. Có chút xíu luôn á. Ok. Con này thì em bán giá 1.800.000 bao ship nha mấy anh. Mã này mã 50 nha, 1.800.000 bao ship này hồi gắn lại con. Mã 50 nha, 1.800. Rồi em lên tiếp con các bạn nữa mấy anh. Điện cũng là 220V luôn, 2200W, dòng tua 4100 GBM. Trên mi luôn. Con này sử dụng lưỡi là 355, chắc này hiệu gì không biết luôn. Cho Trung Quốc đi. Hiệu cho Trung Quốc đi mấy anh, hiệu tem đây nè. 220V luôn ha. Con này thì ngoại hình đẹp quá, nhưng mà mất Eto rồi. Mất tiêu với Eto ha. À, cái này thì còn. Nè. Nè. Cái chén còn ha, chén để mình gắn lưỡi vô là còn. Còn bọc này luôn. Cái hiệu nó không biết hiệu gì, nhưng mà con này còn mới nha. Còn khá mới luôn. Nhưng không biết sao gửi Eto lại hay gì à. Cái chân nó là chân sắt luôn, không có thùng. Nè. Nè, ơi cái con này mới thiệt quá. Nè, mấy anh nhìn nó cắt nè. Chắc có một cây sắt một thôi quá. Thấy cắt không ít lắm. Nhưng mà sao nó cắt phạm ra đây chút xíu nè. Không lẽ là nó không có gắn cái tô ta hay là sao. Mà nó cắt phạm ra đây xíu nha mấy anh nè. Ngay chỗ này nè. Để mở bự lên cho mấy anh thôi coi kỹ nha. Nè. Phạm ra chỗ này nè. Nó đang cắt phạm ra đây luôn. Làm. Rồi thử luôn đi. Dây điện còn nhưng mà nó không có chui nha. Dây điện còn khoảng không tới mét nhưng mà nó không có chui. Chưa?
rồi. Vô cái này nè, nó kêu nè. Vô con ốc đi, cháu mình dặn lửa vô không anh. Ờ nó hơi kêu gì kỳ ta. Sao? Sao chạy im nhưng mà nó thắng lại nó kêu. Mà cái lúc tắt đó, nó hơi kêu cái này. Không biết gì kỳ. Con có lỗ không? Chỉ nheo nheo chút xíu thôi nhưng mà kêu kỳ. Mã 51 mà anh chịu 2 bao ship. Mà không biết ra cái con này thì nói chung là mình bóp cho nó chạy thì nó im ru à, mà nhưng mà nó mình buông con tắt ra nó chạy tù lại thì nó kêu cái này nha. Rồi không biết mấy anh biết mấy anh nó coi được thì mấy anh lái, nhưng mà máy thì mới lắm, không có lửa, chỉ nheo lửa như sơ thôi. 51 nha con này, em bán giá là 1,2 triệu bao ship. Rồi bây giờ anh qua tới đầu ngày nha mấy anh. Đây em, cái này lúc rồi bị ế mấy anh ơi. Cái này à, mã 52 nha, em lên 52. 52 em lên cái này là đá cắt. Rồi tới cái này lúc rồi bị ế, ế sắc ế. Còn thì bán lại luôn. Nè mấy anh, cái này à, em chỉnh cái đèn cái này. Mẫu cục cước mà anh, cước này của Singapore nha. Nè. Có được đóng in Singapore luôn nè. Mát tụ GBM là 12.500. Thì mấy anh gắn máy mài tách giữa. Cục này mỏng thôi mấy anh, gắn vô cũng nhẹ máy, không hằng máy đâu nè. Mã này vậy. Được cái này nó vậy nè, một tấc nha mấy anh, gắn máy mài tách giữa. Rồi. Một cục máy mài. Ủa vậy, một cục đá mài. Đá mài này mài sắt, mài sắt nghe, một tấc. Một cục này cũng là mài sắt luôn. Một cục mỏng, một cục dày. Còn cái này là hai cục này là mài inox nha mấy anh. Đá mài inox gắn vô mấy mảng tấc vừa. Cái này là nhám. Nhám nha, nhám to, tấc luôn. Nhám to tấc vừa ha. Rồi cái này một cái lưỡi cắt, một tấc cắt sắt. Một cái cục này mài. Cục này mài mài lưỡi gắn vô mấy anh, gắn vô mấy con mà lưỡi tấc rưỡi. Cái này là máy mài, đá mài mấy anh gắn vô cái con máy mài tấc rưỡi nha. Cái này là cắt, cái lưỡi cắt gắn vô mấy máy mài máy cắt tấc rưỡi luôn. Nó mẻ chút xíu chỗ này. Đó. Này nói chung là hai này tấc rưỡi, còn toàn bộ lại là tấc hết nha mấy anh. Có 2 3 4 5 6 7 8 9 món nha mấy anh. Hết như đây 150.000. Mã 52 150. 53. 53 em có cái này. Nè. Cũng là một cái cục cước mấy anh, Singapore nè. Gắn vô mấy mạng tấc này cũng mới luôn, tấc. Một cái lửa cắt một tấc. Cắt sắt nha, cắt sắt một tấc. Một cái lửa này cũng cắt tấc, cắt sắt một tấc luôn. Đó. À, bốn cục cái này là cục đá mài. Ủa phải không? Đúng rồi, cái này là mài inox nha. Cái lưỡi mài inox bốn lưỡi với hai cục đá mài sắt. Cái này là một tấc không em anh? Hai. Cái này nữa là 6 8 9 chục món, 150.000. Mã 53, 150. Rồi 54, 54 em có cái này. Cái bốn lưỡi, ủa? Bốn hay ba ta? Rồi em có bốn cái lưỡi này mấy anh. Lưỡi này là lưỡi gắn mấy anh, cái lưỡi cắt sắt á mà mấy anh gắn vô mấy cái con máy mài. Máy cắt lưỡi 2 tấc 3 nha. Máy cắt sắt lưỡi 2 tấc 3 nhân cho 2.5 nhân cho 22. 22 là chắc lỗ cốt 22 hả?
Rồi con cái này vậy 2.5 ly hay sao á. Trong tour là 6.6 của Enlan luôn nha. Phải không? Enlan. Enlan luôn nè. Em có 4 lưỡi. Lưỡi này là lưỡi mới chưa xài nha. Tại lấy đồ đồ nghề ba đồ nghề em anh, cái nó có mấy cái này vô nè, chứ không phải là em mua lưỡi mới gì đâu nha. Hay là gì đâu. Nó dính vô gì thì bán cái đó vậy đó. Enlan luôn á. 54 nha. 150, 4 lưỡi. Rồi em lên 55. Này em còn được mấy cục nữa nè. Em có 2, 4, 6, 7 cục đá mài. Cái này thì cái cốt của nó là 6 ly nha manh. Manh gắn vô mấy con mài khuôn nữa là được nha. 6 ly là được. Đá là mới nha. Em có 7 cục. 130 ngàn. Bao ship. Mã 55. 130. Bao ship. Rồi em lên 56. Em lên mấy cái cây này. Cái này là cây gốc nha, nhưng cây gốc rất là lớn luôn. Số cái cây, mấy cái cây này là nó bằng sắt không á anh ơi, bằng sắt nó hơi to nè, bằng sắt nhưng mà nó hơi xét với số là hết thấy rồi mấy anh ơi, hết thấy số rồi. Rồi không thôi mấy anh mua vậy đi, xong rồi về mấy anh bu đi cho nó trắng luôn, rồi mấy anh lấy xó mấy anh làm dấu vô hay sao, chứ giờ cái này là em thấy là nó vậy đó, nó là nó xét vậy đó, không thấy số nữa nha. Em có 3 cây. Bề ngang này 41. Còn dài về nó 61. Còn cây này 60.05. Còn cái này là 40.05. Này 40.05. 60.05 luôn. Rồi, cái bảng của nó bự là tầm khoảng 5 phân. Bảng 5 phân nghe mấy anh. Em có 3 cây. 130.000. Bao ship. Mã này là mã 56, 3 cây này 130, bao ship. 57, em lên thước thủy. Em có như đây nè. Thước thủy em có 4 cây. Một cái cây này nhôm dài, cũng có 2 thủy, thủy đứng và thủy ngang. Cái cây này hai cái nút bít nó mất tiêu rồi. Chiều dài hai cái cây này là 59, 5 tấc 9. Cây này 3 tấc. Nó có hai nút bít đầu còn. Đứng ngang xéo còn luôn, ok luôn. Còn cây này hai cái nút bít mất tiêu rồi. Đứng ngang xéo có 500 nha, cây này có 500. Cây này cũng 3 tấc luôn. Còn cây này của Stalay. Ủa, phải không? Stalay hả? Cái này thì còn đứng với ngang. Nó không có 500 nha, cũng 3 tấc luôn. Em có 4 cây, 150 ngàn. Mã 57 nha anh, 150 bao ship. 58, em lên thước gốc. Thước gốc nè. Mấy cái cây gốc này là cây gốc này là của Trung Quốc mà nè. Đã made in China luôn. Cái này thì nó hơi bị lỗi chút xíu, nhầm cây là nó hơi bị móp vậy nè. Rồi với nó không được thẳng, nó hơi cong cong quẹo quẹo. Mà cái này nó bằng gan hết nha. Đóng lụ nó ha luôn. Trời ơi, đóng cắn ngay mặt luôn hả? Hả, mấy cây này đều đóng Trung Quốc hết nha mấy anh. Số là cũng còn thấy. Nhưng mà có cây này thì nó rất là màu luôn. Cái này thì không biết hệ in hay hệ gì, không biết nữa. 1-30 hả, để em đo cái 3 tấc coi chừng đúng nó. Rồi, cái này đúng này nè, hệ in, hệ mét bình thường nè. Hệ mét. Nhưng mà có cây còn thấy số, còn có cây là không nha. Vì nó bị hơi vậy nè, nó hơi dạng cái đầu nó hơi mỏng mỏng á, cái nó rồi bị tét xíu vậy nè, với hơi móp móp, hai ta hàng dính đồ đó. Ở đây thì em có 2, 4, 5, 6, 7 cây, 150 nha. Mã 58, 150. Rồi em lên 59. Một cây uống ống nha. Cây uống ống. Cây này thì nó đã uống được 180 độ. Cái này em nghĩ là uống ống đồng này kia thôi nha mấy anh ơi. Uống đồng rồi kia thôi nha. Uống được chắc 12 ly á. 12 ly trở lại nha. Chiều dài cái cây này là 5 tấc. Hiệu á thì em không thấy hiệu gì hết. Không có hiệu gì hết nha. À, thì thấy ngoại hình là còn đẹp thôi. Còn hiệu là không có hiệu. Rồi 59, 200 ngàn. Bao ship. 60, em lên kèm. 60 lên kèm 140. Đó, 4 cây. 140 ngàn. Tiếp, con còn mua điện.
Em có một cái kìm nhọn mà anh, kìm nhọn có hình cái máy bay nè, để cắt cái này được không? Không dây điện bự quá nè, cắt cũng chạy kém luôn, còn như nhôm trong luôn, cắt đứt luôn nè, để cắt cái này hư đứt không? Cắt đứt luôn. Một cái kìm cắt cái vỏ bọc xấu quá à, còn cái miệng này thì hơi có mẻ lỗ luôn mà anh ơi, cắt thì cũng đứt nha, nhưng mà nó bị mẻ lỗ rồi. Một cái kìm găng còn khá mới, hiệu Chanmet TB gì TS gì nè, còn khá là mới luôn nha, cắt cũng đứt mà chắc không ngọt lắm đâu nè, cắt đứt ha, ok em anh. Cây này thì mới lắm, với một cây kìm găng nữa, găng với cắt luôn, có găng rồi có cắt, cắt rồi cái cây ấy luôn, kẹp luôn, cắt thì cũng đứt nha nha anh. Cắt dây điện em đang cắt cọng dây điện rất là lớn luôn, nó đứt á, còn em nghĩ là cắt cọng dây điện nhỏ xíu nữa, nhỏ nữa là nó sẽ không được bén lắm đâu nha. Bốn cây này em bán 140, mã 60, 140 ngàn, bao ship. Rồi em lên mã 61, em lên mấy cây kéo cành. Kéo cành này nó cũng lỗi lắm chân rồi, mấy anh về chỉnh sửa mới xài được nha. Cái này nó mất lò xo nè. Gì vậy? Made in Taiwan. Lưỡi thì có móp hai lỗ nha. Cái này còn xài được á, thiệt. Nhưng mà nè, về mài bén, nhưng không có lò xo, cây này hơi dơ ha. Còn cây này cũng mất tên Taiwan luôn. Còn lò xo nè, ồ cái cây này lưỡi đẹp nha. Lưỡi này còn khít nè, không mẻ, nhưng mà không bén đâu mà anh, về mài thêm đều và cắn mũ. Cây này thì mất lò xo, lưỡi có mẻ. Còn cây này cũng không có lò xo luôn. Lưỡi, ồ lưỡi này cũng hơi móp móp xíu rồi, chưa mẻ nha. Còn cây này, ồ cái này lưỡi cũng không mẻ luôn, mấy anh về chỉnh sửa xíu là mình xài được. Đó. Lưỡi đẹp không chứ? Rồi 130 ngàn, 61 130 bao ship. Mấy anh đang xem video hay thích video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ em nghe mấy anh. Rồi em lên cái này hai món. Mã này là mã 62, có hai món. Một cái kéo bóm nhỏ nè, kéo này kêu là kéo mình tỉa cành á, trong bonsai hay gì á anh nè. Nó này nó hơi có vuột vuột một xíu vậy anh quấn lại. Lưỡi này em thấy còn đẹp nha. Nè. Lưỡi nè. Đó, còn khít ha. Cũng đẹp không mẻ. Sai có chút xíu rồi cưng lắm. Ở cái lưỡi có hai phần à. Còn chiều dài có tấc mốt à. Còn một cái cây này, cây này cắn nhôm, cắn thượng thôi, nhưng mà còn đầy đủ đồ cắt được ha. Lưỡi này á là không mẻ nhưng mà nó không bén, mà anh về mài thêm còn khít lắm nè. Xài anh nào xài cành nhỏ nhỏ ha, ít cắt ít ít thì được nha, về nhưng mà phải mài nó bén mới xài được. Cây này xài hai tấc, hai cây này em bán 130 ngàn, mã 62, 130 bao ship. 63 lên hai cây này, hai cây kéo ton ha, hai cây kéo ton. Cây này có để CRM gì đó không biết nữa. Cắt lỗ. Vậy hả? Cái này á thì nó còn khít, cũng khít. Nhưng mà lưỡi á, nó hơi bị móp ở trong lỗ nè, ở trong này có một lỗ nè mấy anh thấy không? Hơi có bị móp lỗ đó thôi. Nhưng mà cái lỗ này thì vậy mấy anh mài là được à. Nè, tay cầm thì nó hơi đen vậy nè, với nó hơi tróc vậy nè ha. Sai là 2 tấc rưỡi. Cái này á thì về mài bén mới xài được nha, còn em bán đây là nó không có bén lắm. Cây này cũng bị trang luôn mà mới hơn cái đó một chút. Nè, ta cầm rồi nè. Lưỡi thì, ồ cái này đẹp nha. Lưỡi đẹp. Lưỡi đẹp mà hơi hở hở, có hở không ta vậy. Nói chung là lưỡi cây này thì không mẻ đó. Lưỡi có răng cưa, không mẻ. Còn lò xo luôn, 130 ngàn. Đúng rồi, lưỡi răng cưa đúng rồi đó. Size là 2 tấc rưỡi. Mã 63, 130 ngàn, bao ship. 64, 64 lên cái cây này. Cây này cái hiệu từ lưu trơn nè, không biết mà nó có thằng nào nữa. Snip là không biết nào nó ở cái gì. Này là SNIB á. Còn nè, có hiệu em anh. Có chỉ hiệu luôn mà không biết đường. Cây này dạng cũng cắt ton luôn mấy anh ơi. Size cây này là 305. 305 ha. Lưỡi là còn khít, không mẻ nhưng mà nó không có bén lục nhách à. Cây này thì lục nhách luôn, không có bén. Mà anh muốn bán thì dễ manh mày thêm nha. Lưỡi thì đẹp giùm em, không mẻ. Lưỡi đẹp là có nghĩa là nó không mẻ thôi chứ, chứ nó không bán nha. Mã 64, cây này em bán giá 150, bao ship. 65,
65 em lên một cây bào cổ không anh? Bào ha. Cây bào cổ. Cái này nó toàn bộ nó đúc đúc liền luôn, cái này là nó bằng sắt bằng gan gì đó không biết nữa. Nhưng mà lô hỏm em có bán cây của Mỹ với mấy anh nhớ không? Nó cũng bị trang vậy nè. Nhưng mà cây này nó không có đóng gì hết trơn nè. Cái này nó không có đóng chữ gì hết trơn nha. Nè, đẹp nhưng mà nó không có đóng gì hết. Nó cũng đúc y chang luôn mà nó cũng cổ vậy đó. Lưỡi nè, cũng đẹp luôn. Lưỡi nó tầm khoảng 4 phân rưỡi á. Cây này em bán 180 ngàn. Mã 65, 180, bao ship. Ờ, 66, vũa. Vũa của người ta đẹp mà không xịt cái nè. Tại vì hôm qua bị mưa, cái ông xịt dầu vô sao nhìn nó đen hù lù luôn, hết hết đẹp luôn rồi. Chứ mấy cái này chuyện qua nhìn đẹp lắm. Xịt ổng, tại ổng sợ, chắc nó sợ nó hơi vàng vàng hay sao. Xịt dầu vô nhìn nó hơi vàng anh ơi. Ủa hơi đen, nhìn nó hơi đen ha. Nè ba cây vũa nhỏ nè, vũa tròn, vũa dẹp, vũa vuông. Ba cây nhỏ nè, còn xài được nha. Một cây vũa vuông có cán, một cây vũa bầu hình như có gãy khúc hay gì rồi. Còn cũng đẹp cũng được luôn nha. Một cây vũa bầu. Cây này cũng còn được, cũng xài được. Một cây vũa gỗ này hơi đẹp nha. Australia luôn nè. Cây vũa bản. Cây vũa bản này cũng hơi có dấu dính hàng, mua hàng dính chì chút xíu nè. Để em cho thì mấy anh cày nữa đi. Cho mấy anh cái cây vũa này luôn đi. Của Mỹ luôn mấy anh ơi. Vũa này của Uda luôn nè. Tại hết vũa rồi, giờ đi kiếm lâu á. Nè. Made in Uda. Cây này thì đẹp nha. À, nè. Không có xịt dầu nhìn nó đẹp không? Còn mấy anh xịt dầu tại vì không mua ly ướt sao không? Xịt dầu vô nhìn nè, đang lùi nhìn nó không đẹp thiệt. Nhưng mà mấy cây này còn xài được hết. Còn cái cây này thì cũng có bị dính thôi, mỗi chuyện chút xíu nhưng mà còn được, đẹp nha, nhám đẹp. Rồi hết đóng vũ này, 150 ngàn cho vũ Mỹ luôn đó. 66 ngàn, 150 ngàn. Chứ giờ đi kiếm lâu mệt. Rồi em có 4 cây này, thanh lý luôn cho mấy anh. Cái này gơ dữ rồi. Cái này có độ gơ nha, size 3 tấc. Miệng, độ có độ gơ, miệng thì nó không có được bằng phẳng. Này không được bằng phẳng. Cây này cũng 3 tấc. Miệng nó vậy nè, sao gì kìa. Nè. Nó. Nè. Ồ, cái này đẹp. Cái này lưỡi đẹp mà không biết cắt đứt không nha mấy anh. Da băng. Cái này. Ở hở. Thì nói chung là 4 cây này đều cây nào cũng đều lỗi hết mấy anh. Về mấy anh phải chỉnh sửa mới xài được nha. Lưỡi thì không mẻ nhưng mà có một cái nó hở với nó bị gì vậy nè. Đó, với hơi gơ. 4 cây này 180, ủa 150 ngàn. Mã 67, 150, bao ship. Rồi em lên 68. 68 em lên bộ vít này. Vít đợt này có ít lắm anh ơi. Đó. Đó. Rồi hết luôn. Em bây giờ em để em lựa vít ba ke với vít dẹp ra riêng ha. Ủa ba ke không vậy? Bao nhiêu đây cây ba ke nghe mấy anh? Nè. Ba ke cũng đẹp, đầu đẹp nha. Nè, 1 cây. 2. 3. Cây này Starlight luôn nè. Cái này. Cái này đầu gãy rồi, cái gì á? Cây này đầu gãy hay gì á mấy anh ơi? Ừ. Sao nó là cái đầu bự quá ta? Cái này ok. Đâu ok mấy anh, cái mấy cây này đều đẹp ha. Đó. Còn này dẹp nè. Ồ, đầu dẹp xấu quá vậy. Cây này đầu dẹp xấu quá luôn. Cây này, ủa cây này hồi nãy mà. Cây này gì vậy? Hiểu gì đây? Ôi, Gen Money luôn nè. Giúp Gen Money luôn nè. Đầu này còn được. Còn ở cái cây này đầu dẹp này xấu quá luôn. Cái đầu này hư luôn rồi mấy anh ơi. Cái cây này nó dài, đóng. Nhưng mà cái đầu ba ke nó hư rồi. Mấy anh về mấy anh có thể là mài vít dẹp xài ha. Chứ cái cây này đầu hư rồi. Rồi hết đóng vít này luôn. Em có là 2 4 6 8 10 12 13 cây. Có 1 cây của Mỹ với 1 cây của Đức luôn. Rồi 68 nha, 150 ngàn bao ship. 69.
69 em lên cây cảo ép manh đẹp. Mã cây này không có hiệu gì trơn á. Nè, đẹp ha. Chén nè. Chén ok. Cán cây có nước chút xíu. Nước cái cán cây nha. Còn cái này nó để là 120 nhân cho 350. Rồi, size của nó là 120 nhân 350. Mã 69, 230 ngàn. Bao ship 70. Em có cái combo anh. Combo dài ha. Nè. Cái này size của nó là 3 tấc 35. Ra vô được nha. Nè. Đó. Rồi cái này. Cái này 150 ngàn. Mã 70, 150. Hai đầu còn nhọn ok nè. 70, 150 ngàn. 71. Em có mấy cái cây này để mình kẹp cái đầu tarot vô á anh ơi. Này thì còn gặn ra vô được nè. Đó. Nè. Nè. Nhỏ xíu à. Nè. Này khoảng tầm 3 ly ha, 3 ly trở lại. Còn cây này thì lớn chắc tầm được 6 ly cũng ra vô được luôn ha. Đó, đẹp. Còn cây này. Cây này thì nó để là M3 đến M12. Đẹp ha, cây này cũng còn đẹp luôn. Mới chát à. Cây này M3 đến M12 thì nó cũng gọn à, chiều dài cái cây này nó có 1 tấc 95 thôi. Ba cây này 130 ngàn. 71, 130 bao ship. 72. 72 em có hai kìm lạ anh. Đây. Một cái cây này. Size 180 hả? Mới quá trời nè. Mới chát luôn. Miệng nè. Đẹp ha. Cái này đẹp size 180. Còn cây này để em đo. Cây này size 205. Đá hay gì rồi? Ướt hả? Trời ơi trời. Size là như quên tiêu rồi. 205. Size 2 tấc 05. Cái này không biết phải là kìm lạ hay là kìm cạp, em cũng không biết luôn nữa. Hơi có độ gơ. Cây này của Đức luôn. Gen Money. Đây. Gen Money nè. Của Đức luôn. Size 205. Có độ gơ nha. Nè. Nè. Sụp xịch. Mở miệng nó thấy ha, không có mẻ rồi đó. Nhưng mà nó hơi bị gơ chút xíu. Vậy mà anh tán ốc mày lại. Hai cây này em bán giá 150 ngàn. 72. 150. 73. Em lên một cái cắt ống đồng anh. Nè. Dẫn ra được nè. Cái lưỡi xi cua hình như còn nè. Đầu ngoái còn luôn. Nè. Ồ, ngoái đẹp ha. Lưỡi hông mẻ nha. Nhẹ nhàng. Con này cũng lăn ok luôn. Thì nó cắt từ 3 cho đến 35 mm. Rồi, cái này em không có hiểu nha. Không hiểu gì hết. Nó để là vậy thôi. Mã 73. 130 ngàn. Bao ship. 74. Em lên. À, em lên kìm phe. Em có hai kìm phe nè. À. Đầu thì nói chung là không có xuất sắc đâu, cũng còn xài được thôi, không xuất sắc lắm, không có hiệu. Cây này không hiệu. Size cái này 1 tấc 8, còn cây này thì 1 tấc 7 nè. Còn là sao, nói chung là đầu thì nói chung cũng còn xài được thôi chứ không có xuất sắc đâu nha mấy anh nè. Đầu còn xài được thôi chứ không có đẹp xuất sắc đâu. Hai cây này 130 ngàn. 74, 130, bao ship. Em lên 75. 75, mũ khoan này đã lắm nè. Anh nào đang cần cái này thì hốt luôn. Cái này mũ khoan dài, đẹp lắm. Cái mấy mũ khoan này thì là mấy mũ khoan mấy anh gắn vô máy khoan chuyên dùng mình á. Máy Boss, máy Makita mà mấy cái mũi đầu gài này nè. Mũi này là mũi SDS. Nó 4 rãnh nha, 2 rãnh lớn, 2 rãnh nhỏ. Mũi này là mũi khoan tường. Rồi đầu tiên cái mũi này là mũi 9 ly Gen Money luôn. Mũi này là mũi 8 ly. 8 ly hiệu gì họ không thấy, nhưng mà nó cũng là khoan tường luôn. Rồi tới mũi này. Mũi này là mũi 12 ly HLT. Made in Gen Money luôn ha. Mũi 4 cạnh giùm em. Mấy mũi 4 cạnh này mắc lắm á anh. Rồi cái mũi này. Mũi 12 ly luôn, Makita 2 cạnh. Rồi cái mũi này 18 ly Made in Gen Money HLT luôn, 4 cạnh chả bá lửa luôn nè. Me đẹp nha. Rồi. Nó dài đấy, hồi em đo hai mũi đó. Rồi mũi này là mũi 20 ly. Thì là ít tép gì đó, cũng 4 cạnh luôn. Nè. 4 cạnh luôn em ha. Có hai mũi này dài. Ba mũi dài luôn. Dài là 2 tấc 6, 3 tấc 15, 3 tấc 25. Rồi. Em có là 6 mũi 400 ngàn.
mã 75 400 76 là mũ phân sắt. Đây thì em có cái này mũ lớn lớn không, tại poly nhìn thấy nó không đẹp, nó thì hơi có bị xét quá mà nó nhìn nó không được đẹp ha. Cái cốt rồi nè, còn này thì lớn để đem bán vậy. Thì nói chung á, mấy cái mũi này là không bán rồi đó, với nó hơi bị gỗ gỗ vậy nè, với nó có mẻ có luôn. Cây này xa lửa 25 ly, mấy cái này còn dài quá nè. Cái này là 13 ly. Có đầu này thì anh gắn khoan được không ta? Nó cũng là khoan sắt đó, HSS 16 ly. Mũi này cũng lớn dài nè. Mũi này là mũi 17 ly. Nè cái đầu này cũng ấy nha, nó nhỏ hơn đó. Nó mài ha, nó gắn cái khoan gì vậy đó nha. Hay là đầu con, không phải đầu con. À, cái này là 18 ly. Này bự hơn nữa nè. Này bự hơn nữa nè. Không bén vậy mấy anh mài nha mấy anh, chứ em thấy là không có bén nổi đâu nha. Rồi, cái này là 20 ly. Ủa cái này dài chà bá lửa luôn nè. Cái này là 19 ly. Rồi cái mũi bự này, mũi bự này không được đẹp lắm anh ơi. Có mẻ nè. Là nó với mẻ nè. Với nó bị gỗ nè, không được bén nè. Rồi, 30. 30 luôn. Ủa thằng gì mắt in gì đây? Không thấy, không thấy được, không thấy được nhưng mà có hiệu đi. Chiều dài của này đó là ha, là một tấc 9. Mấy mũi dài em đo thôi nha. Tấc 6, em đo tới đây thôi, tấc 6. Em có là 2 4 6 8 mũi 350.000. Mã 76 350 nha mấy anh. 77 em lên mấy cái mũi này. Cũng dạng là khoan sắt luôn nha. Đuôi con có rồi, đuôi thường có và cái đuôi gì kỳ cũng có luôn nè. Mà cái đuôi con á mấy anh, có mấy cái là cái đầu con này nó xấu quá à. Nhưng mà mấy anh có cần thì mình về mình gắn, mình cắt cái này mình gắn vô máy mình xài được không ta? Chứ em thấy là cái đầu này, đầu con nè nó hư nè, nó bị dẹo nè, nó bị dẹo nè ha. Cái này con bại lạ nó nè, gọi đầu tròn như tùm lum thôi. Rồi mũi này là mũi rồi. Baran Uvic A luôn nè, 18 ly. Khoan sắt luôn nghe. Không bén, có độ gỗ với nó. Mẻ chừng có luôn đó. Ngắn cũng có luôn nè. 18 ly Uvic A luôn nè. Nè cái đầu này ngắn nè, HSS 19 ly. Nè cái đầu này lạ nè, đầu vuông, nó vuông dứt nha. Ừ. Ủa này nhiều phần rồi, 15 phần 16. 15 phần 16 để em đo nó nhiều. 29 ly. Rồi mũi này. À 3/4 cũng lẻ luôn. Không bén lắm nha, mẻ khòn đỡ nó bị một hơi gỗ gỗ xíu nha mấy anh. 18 ly mấy á. Lẻ rồi. Con này HSS luôn. 10 ly. Để đo đi. Gần 16 á mà anh, chắc là 15 mấy á. Này cũng lẻ luôn, số lẻ luôn. Coi chừng mấy mũi này cũng bỉ không nè mấy nè. Tại em thấy phần với nó để chữ bagan y chang trước kia. 19.5. Với một cái mũi lớn nè, đuôi con ha. Mũi này mấy trời. Đo luôn. 26.5. Đuôi con nè, để em đo cái đuôi con nha. Con này chắc con 21 á. Rồi. Có nhiều đây nè, thanh lý cái này không bén, với hơi có đồ gỗ nha. Mẻ cũng có chút xíu. Thanh lý giờ dám anh xài gì được xài. 77 ha, 300.000 bao ship. 78 em lên này mũ phân sắt. Em có là 2 4 6 8 10 12 14 16 18 mũi. 18 mũi khoan sắt, mã 78 200.000 bao ship. Mũi này là 6 ly na chi. Này na chi luôn, 7 ly 5. Trời ơi.
HSS 8 ly. Mitsubishi 13 ly. Cái gì vậy? Hiểu đây o gì vậy? Ostray à, HSS gì đó, 10 ly hả? 7 ly mốt. Cái này gì đây? Xì tu ton gì nè anh ơi, 3/4. Ủa 1/4. Đo 1/4 để em đo. 6 ly á. Thì mỗi này nó cũng đẹp nhưng mà nó không bén lắm nha. Anh không bén nữa, vậy anh mài á chứ không bén đâu. 4 ly. Này na chi gì nè má anh ơi, nhưng mà không thấy được cái số rồi. 5 ly. Mình thấy cái thước em nó cũng hơi xê xích một xíu nha. Tại vì cũng lâu năm rồi. Có tuổi rồi đó, có thước có tuổi rồi đó. 10 ly. Này gì? 6 ly. 6 ly. Này sự tu ton gì nè, 3 ly 3. Hát ở đất 5 ly. 9 ly hát ở đất 2 ly. Này gì? Đem xuống dưới hay gì rồi, 12 ly. 8 ly na chi. 5 ly 5 na chi. Mỗi này 4 ly. Rồi, như mỗi đó anh, mã 78 nha, 200 ngàn, bao ship. Rồi lên tiếp 79 anh. Em có 3 mũ khoan sắt mà nó nằm trong cái hộp vậy nè, cũng mới lắm. Hình như mới luôn hay sao? Ủa, nào nhiêu ly hết thấy rồi. Để em coi cái 30 mấy anh ơi, 30 ly. Mà nó ngắn con khúc à. Này nó chưa xài luôn hay sao, không biết nữa nè, nhưng mà thấy mới lắm. Nó tầm khoảng 90 thôi á, 90-95. Nhưng mà cái cốt nó nhỏ xíu vậy nha. Cái đầu bự mà cái cốt chút à. Cốt này nó tầm khoảng 12 ly 5, 13 ly trở lại nha. Mũi này 30 ly nè, còn trong hộp nè. Mũi này cũng trong hộp luôn. HSS 28 ly. Nè, nó cũng vậy á. Khoan sát nha, cái đầu chút xíu vậy nè. Mũi thằng này. Thằng này thì nó nhỏ. Nó là 19 ly 5 HSS luôn. Brand USA luôn. Nó cũng ngắn vậy đó, 3 mũi 300 ngàn. Mã 79 300. 79 300 ngàn. Bao ship. Giá em thông báo tất cả em đều bao ship nha anh. Khách mới vui lòng cọc giùm em mới gửi hàng được nha mấy anh ơi. Rồi em lên một cái hộp dao. Dao này thì có hộp mộc à. Thì anh nào mà em để là nguyên thủy luôn vậy nè. Nguyên luôn vậy nè, về sau là em để vậy luôn. Em chưa có bu lia, còn anh nào muốn thích bu lia thì em bu lia cho nó sạch cho mấy anh. Thì cái này là đúng nguyên cái bộ luôn hay gì mấy anh ơi. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây, 6 cây dao giống như là dao đề ba vậy. Mà nó đủ size luôn, xịn nha. Nè, chữ là nó đóng dơ chìm trong đây luôn nha mấy anh. Lưỡi hông mẻ nhưng mà có một cái là nó hơi bị ẩm á. Cái nó bị vậy nè, bị đen đen chút xíu vậy nè. Mình này là em để nguyên luôn, em không có bu lia. Một cây. Còn cây này, cây này nó cũng có thấm dầu á, nhưng mà nó không thấm hết mà anh, chắc có xài rồi. Nè, còn cây này cũng có chữ luôn nè. Nó sống đẹp. Lưỡi á, thì cây này có xài lưỡi hơi nhăm nhăm. Nhăm nhăm, nhăm nhăm chút xíu thôi, không có mẻ sâu lớn đâu. Nè, nó hơi vàng vàng vậy đó. Này phải bu lia thì đẹp nhất cái nhói, nhưng mà em chưa thích bu lia. Vậy để mấy anh mua, mấy anh thích thì em bu lia cho mấy anh chứ à, chứ em chưa bu lia nha mấy anh. Rồi, một cái dao. Trời ơi, cái dao này thì thôi nó bén lông thần dẫn luôn á. Chữ nhật nè, sống đẹp, cán đẹp hết nha. Có sợi lướt mấy anh nè. Lưỡi đẹp không mẻ luôn, thiệt cây này bén lông thần dẫn thiệt đó. Này sao nó trắng trắng người ta. Ồ, cây này nữa, khói đóng chữ luôn nha. Y chang đúng bộ, đúng hệ đúng luôn sao nè. Cái này chắc sắc thịt. Ôi ôi, cây này mới đã nè. À, cái cây này hình như chưa xài má nù. Giống như chưa xài thiệt nha. Cây này giống như chưa xài mà nó hơi dính nước, nó bị gỉ gỉ xíu chỗ này. Còn cây này có xài rồi nè. Vậy là mua về nó xài có mấy cây à? Có 2 cây, 3 cây gì thôi.
còn lại là chưa xài luôn. Hai cây ba cây gì chưa xài. Cây này mỏ không nhọn, nhọn mẹ lưỡi hơi có nhầm nhầm, với nó hơi bị dính nè. Đó, chữ rồi đóng chữ chìm vô giùm em ha. Nè, để em đo từng cây. 2 tấc 2, 1 tấc 7. Ồ, cây này đúng đã luôn ha. Cây này thì nó 1 tấc 7. Độ lớn cái này nó tầm khoảng 5 ly, 5 phân rưỡi. Ồ, cây này em mới phái nè, em phái mấy cây này bán dữ lắm. 1 tấc 4. Nhưng mà nó cây này cây đề 3. Cây này size là 1.45, không bén nha mấy anh. Không có bén đâu. Mấy anh về phải mài thêm 1.05. Nói chung là không bén, mấy anh phải về mài thêm nha, chứ mấy anh không phải là mua dao dày về xài liền luôn. Nó bén không có bén nha. Bên em là bán mấy cái dao này không có bén đâu, tại vì không có chuyên môn, không có mài á, cho nên là nó không có được bén. Rồi, cái gì chọn bộ này em bán với giá là 2.500.000, bao ship một, có một cái một duy nhất thôi à. Còn mà không mua nữa thì em poly em để, em để dành. Em sẽ poly sạch, chứ không để vậy nữa đâu, để vậy nữa là sẽ bị quà nữa. Mã 80 nha mấy anh, 2.500.000, bao ship. 81 thì này, 4 cái dao nhỏ, có vỏ bọc nha. Nè, dao gọt trái cây. Đó. Nè, made in da băng giùm em, không mẻ nha. Dao là kêu dao dao thái á mà, dao thái nhỏ. Đó. Đây. Made in da băng. Đó. Không có mẻ. Đó. Không có mẻ nha, không có nào mẻ hết, có vỏ bọc hết nhưng mà nó không có bén. Dao này dao thái nhỏ thôi à. Không có bén, mấy anh xài muốn bén thì về mày thêm. Mới bén. Mã 81, 150, bao ship. 82. Em lên một cái dao ghép. Dao ghép cành. Có vỏ bọc luôn. Cây này cũng xịn nha. Nè. Có gì? Chữ nè, đóng chìm luôn. Mỏ nè, còn nhọn. Lưỡi đẹp, không có mẻ. Lưỡi đẹp không mẻ ha. Cái lưỡi không nha. 120, size chiều dài hết cái cây luôn là 2 tấc 35. Có vỏ bọc. Ủa, đúng không nhỉ? Sao gung dữ vậy? Rồi, mã là mã 82, giá là 200.000, bao ship. Rồi em lên 83, một cái dao ghép nữa. Dài tổng thể là 2 tấc. Có vỏ bọc nha. Mỏ nó không được nhọn, mỏ hình như nó bị chọc vô, bị gãy mỏ mẹ rồi. Lưỡi là không có mẻ nè. Sáng giỡn không? Nó có chữ đóng chìm luôn nha. À, cái này á, thì nó thật sự luôn mấy anh á, em bán thì em bán vậy chứ dao là em không có chiên, cho nên á là em không có biết nó là thép gì đâu. Cho nên nhiều khi em bán em cũng không biết nó thép gì đâu, để quảng cáo giới thiệu với mấy anh chứ. Cái này size 7 phân. Mã cái này đẹp ha. Nè. 130.000, mã 83 130. 84 anh. Em lên một cái dao đề 3. Cây này chưa bu lia luôn nha. Đây, quá đẹp. Có chữ luôn nè mấy anh. 3-4 chữ gì tùm lum tà lô có mọc. Sống đẹp nè, mỏ nhọn luôn, mỏ cũng nhọn ha. Cái này nó cũng có xài rồi ha, hà là nó để chung cấn gì. Em nghĩ là để chung rồi cấn thôi, chứ nó chưa có xài. Tại vì thấy lưỡi nè mấy anh, thấy như vậy nè. Nó đẹp vậy ha. Mà nó bị cấn chút xíu chỗ này, bị cấn mớp vô chút thôi. Đó. Đúng rồi, có chút xíu chỗ này nè, chỗ này thôi. Là bị mớp vậy thôi, còn bên đây mấy anh thấy vậy nè, chắc nó chưa xài quá. Nhưng mà chắc tại bị cấn. Đề ba đẹp mấy anh. Mấy cây này thì rất ít luôn. Size là 155. Rộng cây này là 5 phân. Rồi, độ dày luôn đi. Đo dày luôn không? Dày luôn nè, chơi luôn. Ủa, đo dày đúng không? Sao vậy, nó không có bằng được sao, nó đúng chứ sợ hả? Cái trên bự dưới nhỏ nó... vậy là không đo được hả? Vậy được không? Không được, không kẹp được mấy ơi. Độ dày nói chung cũng vậy lắm nha nè. Mà anh thấy độ dày nó không? Thứ kẹp em kẹp nó không được. Cái này em bán giá 450. Mã 84 nha mấy anh. 84. 450.000, bao ship. Rồi trong khi đó mấy có dao đẹp à, cũng có dao không đẹp luôn. Đây, dao này nó chung xài được, ghẻ xài được rồi mấy anh. Chứ chứ mà nó dạng thường thường mà mắc quá xài cũng không được đúng không? Nhưng mà hơi ghẻ xài được.
nè, nó nhiêu đây nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây. 12 cây dao này mấy anh, nó dạng giống như không biết hàng, không biết hàng gì, nó dư kêu mẹ hàng siêu thị đi chứ nhìn sao giờ. Nó có hiệu nha, có dao băng nha mấy anh, mới, nó chưa có xài. Chắc nó thanh lý trong siêu thị đồ ra hay sao mới chết à. Nhưng mà cái dao này nó không bén. Nó mới thiệt nhưng mà nó không có bén nha mấy anh, chưa xài luôn nhưng mà nó không có bén gì hết trơn á. Cái này là dao cắt bánh mì nè. Em thấy cây nào hình như mấy cây nhỏ này hình như không có đóng da băng thôi. Ở cây này hiệu cay luôn nè. Cây này dao là mình cắt bánh mì cũng được, cắt cá đông lạnh nhầm người thì nói là cắt cá đông lạnh, rồi nhầm người cắt bánh mì cũng được luôn nha. Nè có da băng nè. Này là có 4 cây cắt bánh mì hay cắt cá đông lạnh cũng được luôn á. Còn này hiệu cay luôn á nè. Hiệu cay da băng. Cây này cũng cay da băng luôn. Cán mũ cũng chắc chắn lắm anh. Còn cái này cũng da băng luôn, hình con chim ưng gì nè, da băng luôn ha. Cán mũ lưỡi nè, đẹp. Cái này gọt cái cây nhỏ, da băng luôn nè. Cái này cũng da băng luôn, hiểu là cút wheel gì đó, da băng nè. Cái này cũng vậy mà size nhỏ hơn chút nè đó. Còn cây này cũng da băng mà nó cán mũ. Cây này thì dài hơn, cũng da băng luôn. Cây nào nói chung cũng có da băng nhiều lắm. Nhưng mà nó không có bén nha mấy anh, lục nhách à. Mấy anh phải về phải mài mới được. 1,5 tấc. Thôi đo hết chiều dài đi. Thôi đo mấy cái bự thôi được không ta. Chiều dài hết cái dài cái bự luôn nha. 4,25, 37, 28, 3 tấc. Cái nhỏ khỏi đo đi, 2,7 tấc. Còn cái nhỏ này thì nó 1,9 tấc. Rồi, em có mười mấy cây vậy đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây. 12 cây 150 ngàn. Tính ra có 10 ngàn cây á mấy anh ơi. 10 ngàn à. 10 ngàn cây mấy cây này về mài. Không thôi mấy anh mài cho nó bén thì có bén xài được nha. Cái này nó không có bén đâu. Nè nhìn về là bén gì, lục nhách à. 85 nha. 150 ngàn với nó mỏng lắm. Nó cũng hơi mỏng nha. À. Rồi 85, 150 ngàn. Thì nó sẽ còn nó giảm thì nó giảm nha. Rồi, em lên mã 86, em có nhiêu đây? Có 3 cây. Cây này cán sắt nguyên con nè, không có bu li luôn á. Có chữ đóng chìm, có mọc luôn. Ừ, em không có chuyên gia cho nên không có biết thép gì đâu. Sai hết luôn đi, 295, lưỡi 1,6. Độ lớn nó tầm khoảng 4 phân hơn xíu nha. Còn cây này dài là 32. Lưỡi không là nó là 2,1 tấc. Còn cây này dài là 2,95 tấc. Lưỡi là 1,8 tấc. Rộng cây này 4,5 phân. Cây này có chữ nè, cắn cây luôn em ha. Đẹp không mẻ. Nhưng mà nói chung là cũng không có bén luôn mấy anh ơi. Mấy anh về xài thì mấy anh mài thêm mà em. 230 ngàn. 3 cây mã 86, 230 bao ship nha. Giá lẹ, ừ để gì ghê à. 86 hả mấy anh, 230 bao ship. 87 nha. 87 em bán 230 luôn, cũng 3 cây á. Cũng một cây dao sắt nè, với một cây dao này, với cây này. Cây này thì cắn mũ nhưng mà được mỏ nhọn. Size 32, lưỡi là 2 tấc. Cây này hiệu cay luôn nha, cay da băng, made in da băng, trời ơi mới chát luôn. Cây này size 2,95, lưỡi là 1,65. Rộng đó nó tầm khoảng là 4,5 phân. Còn cây này dao cắn sắt 2,8 tấc, lưỡi 1,65. Rộng nó tầm khoảng 4 phân xíu. Có chữ nghe. Có chữ nè. Không mẻ, đẹp. Cây này đẹp, không mẻ. Đẹp đẹp luôn. Nhưng mà có một cái là nó không bén thôi. Mấy anh về mài thêm giùm em thôi à. Rồi, ba cây này 230 luôn. Mã 87 ha, 230 ngàn, bao ship. Rồi em lên 88. Cái dao này để sắc thuốc á mà anh. Về chế đồ vô làm. Nó có lưỡi gì không nè. Lưỡi là 2,95 tấc. Cao lên là 1,1 tấc. Cái lưỡi này hình như nó gời. Nó đắp vô á mà anh rồi nè. Thấy cái miệng ở dưới là không có mẻ rồi đó. Thì muốn bén thì về mà anh mài cho bén. Chắc ở dưới đây thép, còn trên đây sắt rồi hay gì rồi không biết nữa. Nhưng mà này chắc có đắp vô á. Nè, nhìn hai khớp khác nhau ha. Cây này em bán 150 ngàn, 88, 150.
89. Một cái dao chặt mấy anh, chứ chặt dao đi gừng gì cũng được. Mấy cái này không có bu li luôn, thiệt, dao nào không có bu nào bu li hết trơn. Có mọc nha, có chữ nha, chữ đóng chìm luôn. Mấy cây này bán lỗ không, cán thì mất tiêu rồi, về mấy anh thích thì mấy anh làm cán khác. Lưỡi này em thấy đẹp ha, ôi lưỡi thấy đẹp đó, không mẻ, dày bề sống thì có bị dẹp nè. Lưỡi nó tầm tất tư, độ lớn nó tầm khoảng 5 phần. Cây này em bán 180 ngàn, 89, 180, 90. Em là một cây cần nha, hiệu là Romat USA. Romat USA ha. Cây này thì nó hơi lỗi xíu. Cái cây này là cái đầu này là đầu 1 phần 2 nè. Cái đảo chiều thì nó còn đảo được, nhưng mà cái cốt chỗ này với cái này nè mấy anh, nó hơi bị tuôn. Hồi được, hồi không gì á. Nè, được nè. Đảo chiều nói chung được, nhưng mà có một cái chỗ cái này, cái cốt này với cái cục này nè, là nó hơi bị tuôn thôi. Nó hơi bị tuôn tuôn làm sao á. Nhưng mà hồi được, hồi không. Nè, được thì giờ được mỗi cái, sợ tới mấy anh là không được á. Đó. Thì còn cứng nhắc à. Nè, độ gơ ít luôn á, nặng. Lỗi vậy nha, dài là 2 tấc rưỡi. Cây này thì bị lỗi vậy, lỗi chỗ cái này nè nha, chỗ cái cục để chuyển này nè, nó bị gơ với cái con ốc này nè. Con ốc này mấy anh thấy nó muốn liền luôn không đó ha. Ở cây này thì em bán giá 300 ngàn, mã 90 300. 91, em lên một cây mỏ lết nha. Cây này size là 4 tấc rưỡi, của Hằng Thị Điển nè, Wedding nè, Thị Điển nha. Nhưng mà cây này nó hơi đen với một phần nó xịt dầu vô, nhìn nó hơi đen mà nó không được đẹp. Sai 4 tấc rưỡi mà quên nữa. Có độ gỗ nha, ngoại hình hơi đen. Gỗ nè ha. Đây, ra vô thì nhẹ nhàng. Gơ, độ gơ có luôn. Có độ gơ. Gỗ có gỗ, nhưng mà được cái ra vô nhẹ nhàng. Miệng nè còn khít, có dấu ít ha. Đó, bu li này không, bu li không sạch. Nhìn nó hơi đen. Mã 91 nha, 350, bao ship. 92, em lên 2 cây. Cây này xì ta lay luôn mấy anh ơi, xì ta lay. Size này size lẻ, size này 3 tấc. Cây này cũng 3 tấc luôn. Xì ta lay nè, của Mỹ hay gì á, 3 tấc. Ra vô được, gơ lắc có nha, độ gơ lắc nhiều. Ngoại hình thì trắng đó, nhưng mà miệng thì nè, cũng có độ hở, có dấu dính môi hàng. Đó, miệng thì có gơ, ra vô ok. Cây này cũng Starlight luôn, 3 tấc luôn. Mà nó hạn này vô đây làm gì nè, không biết. Thích thì để, không thích vậy mình cắt ra. Miệng nè, có dấu, có nha, đó. Cây này ra vô được nha mấy anh, tại nó hơi nặng xíu thôi, tại không có xịt cái này không. Xịt cái bẫy. Nó hơi nặng xíu mấy anh nè. Nó hơi còn dơ. Ủa, dặn con cái này. Có bao tay chân nhất rồi. Rồi. Hơi cứng không? Tại vì không có được không chứ sao? Còn hơi nặng xíu mà anh ơi, vậy xin xíu mà em. Tại vì nó vậy luôn, em không có ấy gì xin thêm luôn. Tới giờ mới xịt G7 luôn rồi, mấy anh hiểu rồi. Rồi cái này mã 92 ha. Ghé vô được hơi nặng xíu thôi. 92, 180, bao xếp. 93 em lên đuôi chuột, 180 ngàn 4 cây. 4 cây nè. Một cây này hiệu top da băng 17-21. Cái đảo chiều thì còn được, nhưng mà nó không áp phê mà anh, nó hơi gơ. Nó không áp phê, nó không có kêu, không có kêu, không có kêu mạnh nha. Nó hơi có độ gơ rồi, nhưng mà còn đảo được á. Còn cây này 21-17 luôn. Cây này thì nó bị trơn chùi luôn rồi. Vậy mà anh có thể hàng dính cái này lại mình dặn cũng được mà anh. Cây này là 17-21 luôn. Cây này cứng ngắt, không dặn được, nó hàng luôn rồi nè. Nó hàng sẵn luôn rồi nè. Rồi với cây này 32 da băng, cứng ngắt luôn. Trời ơi, 93 hết đống này. 100 mã này bớt cái mà anh, 130 ngàn.
trăm ba đi, 93 trăm ba bao ship. Rồi em lên tiếp theo một con cắt ống nè, ống sắt, ống sắt của Made in Island luôn nè. Island 60mm 2 inch NB gì đó, hai cái bánh trớn này thì còn lăn được nè má anh. Lưỡi lưỡi cũng lăn được luôn. Lưỡi này nói chung là hơi dơ thôi, dơ xíu nào poly chưa tới ha. Lưỡi là đẹp không mẻ nhưng mà lưỡi nó còn nhiều lắm nè. Ra vô ok em ha, để em coi nó cắt hết lóc luôn là ống mấy. Ngoại hình nó được, anh Lan cổ dữ lắm rồi đó, lâu đời cắt cũng bự á. Tầm là 65 nha mấy anh, cắt hết lóc chắc 65 trở lại. Cái này em bán giá 250, mã 94, 250.000 bao ship. 95 em lên một cây mỏ lết hiệu Revive Rip nha, USA, USA. Cây này thì size của nó là size 2 tấc 4, size 2 tấc 4, ra vô được nha. Lò xo còn búng nhưng mà nó búng cái dạng không được mạnh lắm, lò xo vẫn còn búng nhưng mà không được mạnh thôi. Găng cỏ là có xài có dấu chút xíu à, nè có dấu chút xíu luôn, còn như lại là còn chôm chảm nha. Nó hình như nó có dấu có găng một à. Cây này mấy anh có thể dặn ống tầm khoảng 45 trả lại nha, 45, 46, 47 gì trở lại á. Mã này là mã 95, 180.000 bao ship. 96 em lên một cây mỏ lết nữa, cây này hiệu là Kin Tony. Size này nó chắc nó tầm khoảng 5 tấc 4 á, 5 tấc 4 á anh, là khoảng 5 tấc 4. Cái này thì mình có thể dặn găng, dặn cái ống hết lóc luôn tầm khoảng 9, ủa tầm khoảng 100 luôn á nè. Để này 1 tấc nè, 1 tấc 5 nè, em trừ hao đi là còn phải là mà 1 tấc á là ống cỡ 100 trở lại anh. Găng là còn chôm chỏm nha, nè găng nè còn chôm chỏm đẹp. Lò xo còn luôn, ngoại hình đẹp nha nè. Rồi cái này hàng Singapore đó, không có Nhật à. 96 hả anh, 350, 96, 35, 350.000 bao ship. Rồi em lên 97, một cây cần dặn hiệu là Asahi da băng. Cái này thì ngoại hình thì nó không được sáng, nó hơi vàng vàng, mình bu lia ra nhìn nó cũng không được sáng luôn. Chiều dài cái này 5 tấc. Cái này thì mấy anh dặn cục khẩu 3/4 giùm em nha, 3/4, dặn khẩu 3/4 thôi, dĩ nhiên dặn hết được luôn rồi chú Sử. Kìa hai dặn hả, dặn xong xịt miếng cho bảy vô mấy anh, nhẹ ra nè. Ủa nè, rồi ăn lại. Ủa nó ủn là nó vậy luôn hả? Ờ gì kỳ rồi, cứng nó có chốt cứng dặn được. Ủa gì kỳ vậy, bây giờ thôi nhưng mà cái lỗi này là gì mà vậy, là mình dặn cái này là sao nó quay luôn tưởng đâu nó không quay. Quay chứ, mới xịt miếng G7 vô rồi đó. Nó hơi gơ nha mấy anh, cây này có độ gơ nha. Trong cái này cái đầu này nó bị tưng tưng giật. Tưng giật gì trời kìa, nó bị giật giật rồi sao. Bây giờ nó nồi tài hẹn luôn á, rút được không? Rồi được rồi không, mà nói chung mà tưng giật nó hơi gơ luôn. 180.000 luôn, chơi xả láng luôn. 180.000 một hồi đã chắc cho luôn quá à. 97, 180 hả anh, bao ship. 98 nè, ồ đã nè. Cái này không có. Hãy
chìa khóa một vòng một miệng mấy anh. Cây này một cây một vòng một miệng 19 Trung Quốc luôn, để China đó, nhưng mà còn vẫn được nghe, miệng đẹp. Rồi cây 21 USA mà nó để Chabanium Romat USA gì nè. 22 một vòng một miệng để là China nha. Rồi 26 cũng để là China luôn. Rồi tới nhiều 26 rồi tới 30 là 30 size 3 tấc luôn nè, Chabanium. Rồi cây này 32 là China luôn. Ủa gì kỳ, 36 không có hiểu luôn. Rồi 38 gì đó, Stabet gì nè. Nói chung là một vòng một miệng mà bự bự vậy không á mấy anh ơi. Rồi mã 99 nha. Nè nó có nè 21, 19, 21, 22, 26, 30, 32, 36, 38. Rồi nhiêu đó nghe mấy anh. Em bán giá 450, bao ship 450.000. Rồi 99. Em lên một cái chìa khóa cho bá lỗ luôn, chìa khóa đóng nha. Thì Asahi, cái số nó là số 71 nha mấy anh. Số nó là số 71. Miệng đẹp. Cái chè này nặng tầm khoảng 3kg hoặc 4kg nha. Miệng đẹp đó. Mã 99 250.000, bao ship. Mã 100, một cái dòng đóng mấy anh, hiệu Asahi luôn. Cái số của nó là số 67, đóng luôn nha, găng này đẹp mà yên tâm đi. 67 nè, không biết ốc nào mà bự dữ gì không biết nữa. Nặng tầm khoảng cũng 3kg, 2kg mấy 3kg gì á. Mã 100, 200.000, 101. Một cái chìa khóa đóng nữa, Asahi luôn, số là 65. Cái này đẹp luôn, găng đẹp hết nha. Mã 101, 180.000, số là nó là 65 nha mấy anh. Rồi 102, em lên một cái khóa đóng này của anh India hàng gì quên mẹ, là Tây Ban Nha hay gì á, phải không ta? Ủa sao bên đây nó để Made in Germany luôn nè, Made in Germany luôn nè, nó để vào phần rồi 2/7/8 FAF. À, cái này thì đo dày 75 á mấy anh ơi. Đó cái nhọn này nè. Đó trong luôn hả? Đó trong á. Đó trong nó mới tính trong cái này. Ủa? Đó trong luôn. Cái tám mấy dữ vậy? Cái tám. Ủa anh Tân? Đâu cái cạnh ta, đâu cái cạnh mà đâu có đôi. Nó đâu ốc ở đâu vô sát cái cạnh. 76 mấy á. Bà mẹ nó. Trời ơi trời. 76 mấy. 76 mấy nó gần 77 rồi. Lẻ nghe mấy anh. Lẻ rồi. 102, 180.000. 103. Này bán cho vui chứ có ai mua đâu. Một cái dòng đóng anh. Nó để là 1/7/8 nha, Made in USA luôn. Trời ơi, không thấy cái này mua về sưu tầm anh. Trời ơi, cổ quá trời cổ nè. Mua về sưu tầm đâu. Này khó đo quá. Cái này thì nó là 50 á mấy anh ơi, 50. Mã này là mã 103, giá là 150, bao ship. 104 em có cái cây này, nó để là 2/5/16 Bromat USA nha. Cây này thì còn đẹp lắm mà nó là số phần luôn rồi. Cây này nó để là 61 chút xíu thôi mà, 61 2 hoặc 3 gì đó. Hơi lẻ nha.
104, 150 ngàn. 105. Cái này là hai cái đóng nè, còn cái này nó là nó cắt vậy nè, nó cắt nó xài vậy cho nó ngắn á mình. Cái chè này là chè 48 nha. Nè, 48. Còn cái này là một cái dòng đóng Ambrosia 38 Made in Germany. Còn cái này là Nesuren 30 da băng. Hai cái này đóng nè. Còn cái này nó cắt. Rồi, 105, 180 ngàn. 106 có cái búa lạ, cán mũ vậy. Đây, bên nhọn vậy. Bên đây thì cái mẹ miệng thì nó hơi bị vậy nè, móp móp, cấn cấn, mà nó mỏng dách. Và nó hai tấc, miệng nó khoảng 6 phần. Nè, mỏng nha, mỏng nè. Cái này em bán giá 200, mã 106, 200 ngàn. 107. Lấy con một cái cân thôi chứ sữa. 4 lbs là mấy ký quên hoài luôn giờ. Số 2 thường gặp mà là quên hoài. Cây búa đóng nhổ đinh mà cán mũ nó hơi bị chóc thun mất tiêu phần này. Đầu đóng có dấu nè. Ê, có 500 hít đinh luôn. Miệng nhổ đinh xấu quá à. Miệng nhổ đinh hơi xấu nha, đóng thì còn được. Còn cây này là 4 lbs, nặng là 2 kg. Cán nè. Nè. Đóng là chỉ có dấu hông mẻ lớn nha. 4 lbs. Đó. Búa đẹp. 107 nha, 230 ngàn, bao ship. Rồi 98. Cây này cũng vậy luôn. Cái này thun nè, mà cũng hơi xấu ha, tróc tung tùm lum tà lưa. 93 là cái gì? 93 là gì? 93 hồi chúng nhớ luôn nhắc con. Đóng được nha, mẹ nhớ lên xấu quá không anh. Nè. Còn cây búa này nó có chữ gì á? Cái này anh Tân anh nói là gì quên này. À, ở đây nó có chữ gì nè anh, nhưng không biết là chữ gì á, em quên tiêu nãy anh Tân có nói mà em quên rồi. Nè, cán nó ngắn ngủn vậy nè. Cây này á thì tả nó là 1.4 á. Rồi, 108, 200 ngàn. 109, cây búa tạ không anh. Nè, tại bị xịt dầu nhìn nó hơi bị đen nha. Nè đó. À, đóng hai đầu thì có dấu thôi, không có mẻ bự nha. Nè, 4 lbs cũng là 2 kg luôn hả? Có chữ. Chữ gì không biết. Chút xíu nữa là 2 kg. 109, 180 ngàn. 110. Cái này cũng 4 lbs luôn, có chữ gì tùm lum luôn. Nè, không biết chữ gì. Cán toàn, cán này dài hơn 2 kg. Cái này 180 ngàn, đóng có dấu luôn, không có mẻ bự nha. 110, 180 ngàn. 111. 111 em mang cái này là cẩu dây nè, còn được một cái một nè. Cái này có móc là 3 cái, còn cái này là 3 cái nữa nè. Đó, cái này có móc nha mấy anh. Cái này mới, nó chưa xài luôn hay sao, nó chát à. 2 tấc 2. Này có móc này thì 2 đầu tròn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. 150 nha. 111, 150 bao ship. 112 có cây cần cưa. Cây này khác nữa nha. Hình như cây nữa này nữa là hết rồi đó. Lưỡi nó còn, cho thêm anh lưỡi luôn, về gắn vô. Như cây nạn vậy, cây giống như cây cung vậy ha. Giống như cây cung vậy. Cây này thì size của nó là 55. Dài cái cần hết, cái cần cưa luôn đi. 665. Lưỡi tới 5 tấc mấy lận. Mã 112, 150 ngàn, bao ship. Rồi em lên 113. Cái này nó bằng mũ nha, mất con ốc. Cũng mỏng mà nó dài, nên cắt cây nha. Lưỡi còn đẹp, vô bù lia luôn. Cái này bể đây xíu. Lưỡi này, cái này chắc không được bén. Mấy anh chị bè mày thiệp. Còn cây này thì cũng bể đây xíu nè, mất con ốc. À, lưỡi thì cũng chắc không được bén lắm luôn. Có cây này là chưa bu lia luôn nè, nhưng mà lưỡi thang đẹp. Đó. Rồi, 150 ngàn, mã 113. Ủa, đo lưỡi nữa. Chiều dài. Chiều dài lưỡi này nó tầm khoảng 6 tấc nha mấy anh. 113, 150 ngàn, bao ship. 114. Rồi em lên một cái uống ống mấy anh. Cái này hiểu gì? Thì mồ
Nè, hiểu nè mấy anh. Himon. Thôi mẻ đây xíu rồi. Cái này nó bằng nhôm mà mẻ. Mẻ đây nè, ngay chỗ này nè, anh thấy rồi cái chỗ mẻ không? Này làm gì? Trời. 15mm, 22mm. Rồi khỏi đo luôn, khỏe không? Này thì ấy lên vậy nè. Uống cái này à, bao nhiêu độ không thấy để luôn. Chắc 180. Có hiệu đó mà. Bị mẻ này chút xíu nè. Rồi. Chỉ biết vậy thôi. Còn cái này thì còn được. Chiều dài cái cây này hết lóc luôn là 6 tấc mốt. Cái này thì ở đây 22 nè, ở đây 15. Rồi. Cái này 250 ngàn. Mã 115, 250. Ủa 114. 114, 250. Rồi em lên tiếp 115. 115 một cái thùng. Không có thùng đầu ngày mấy anh. Thùng đầu ngày nha. Thì mấy cái thùng này á là có cái nó có hiệu nè. Cái gì? Blue anh gì anh đăng cái gì? Blue bon hả? Blue gì nè mấy anh? Made in USA nha. Thì nói chung nguyên cái lô này là toàn là Mỹ với Pháp không à. Giống như trang hết đó mấy anh nè. Blue USA. Móc còn nha. Nè, hai móc còn. Thùng nói chung là dày lắm. Thùng này nặng mấy ký? 4 cân hả? Mà nói chung là thùng này rất là nặng nha, dày. Nè đẹp. Ở trên học, đang học. Đây cũng vậy luôn. Rồi ở dưới cũng mấy anh nhìn nè, đẹp luôn ha. Lại có phá luôn, phá lại luôn. Hơi có bị mớp chút xíu chỗ này, bị thủng chỗ này em anh thấy không? Tay cầm còn để lật đít cho coi chút đi rồi đó. Đít nè. Hơi mớp nó chút xíu quá cho nên cái móc này gài cũng không được đúng nữa. Trời. Ngang vậy nè, là 45 năm. Dài chứ, còn rộng ngang nó là 2 tấc 55. Cao từ dưới lên tới trên là 3 tấc. Ủa, 3 tấc 35. Nặng nha. 6 kg hay gì. Mã này mã 115. Em bán giá là 1 triệu rưỡi nha mấy anh. 115 1 triệu. 500 ngàn bao ship. Con luôn một con mấy ký chút xíu. Trời ơi 8 kg. Nặng 8 kg. Rồi em lên cái thùng này. Một cái thùng này thì cũng nói đó, nguyên đi nguyên lô của nó thì nó là một là nó là Pháp, hai là Mỹ thôi. Chứ nó không có gì khác nữa đâu. Cái này hiệu đó, xì mắt on. Nè, xì mắt on. Có đóng vô luôn, đây chìm luôn rồi xì mắt on này nè mấy anh. Thùng này cũng đẹp nè. Nè. Thùng 20 kg phải không? Nè. Ở trong đây có để là cái gì? USA gì trong đây nè. Học nè, đẹp mà mấy anh. Nha. Đó. Còn cái này cũng đẹp luôn. Máy móc ok. Tay cầm ok. Nè. Để hít thì nó có chạy gì nè. Có cái móp đâu không? Không có móp. Nắp đâu? À cái này. Ừ đúng rồi. Nó hơi bị thụng thụng chút xíu chỗ này. Chắc để nó nằm dưới đít rồi bể mấy thằng bự lên quá. Size là 505 tấc, 5 tấc lẻ 5. Chiều dài á. Cao lên là 1 tấc 85. Ngộ he, Mỹ là nó lẻ lẻ vậy không. Rộng là 195. Rồi, cái thùng này nặng hình như 5 kg. Em bán giá là 1 triệu 1. Mã 116, 1 triệu 100 ngàn. Có móp như này xíu. Bao ship nha, giá là bao ship rồi.
Rồi em lên cái thùng này. Cái này thì nó mất tiêu tem rồi, nhưng mà nó không có đóng smart on, em nghĩ là pháp. Tại vì nếu mà đóng smart on nó đóng dính vô trong rồi. Còn mà không có hiểu gì thì nó là hằng hằng gì đó, cái gì nãy là bluetooth hả? Cái gì qua này? Cái gì anh Tăng? Cái hiệu gì quên tiêu, trời mới luôn. Blue, đúng rồi, blue. Cái hiệu là blue á mình. Đó. Thì hai cái quay cầm hai bên còn nè. Mở thùng này á nó bị tróc sơn này kia cũng hơi cũ nè ha. Cái học này ok, một ngăn. Hai ngăn. Ủa, ở trên này có ngăn không? Trời ơi trời, giống cái nắp ta trong đây trời. Nó này còn dở nắp lên được một cái nữa mà anh ơi. Nè, ở trên đây nè, một ngang. Bởi hàng gì để tray một nè, là khay một đầu tiên. Thì đúng rồi, đẩy xuống luôn. Rồi cái hai cái, rồi ba cái. Có cái cuối cùng là cái khay bự nó bị kéo ra không được, kéo ra nó vuột ra luôn nghe mấy anh. Cái khay cuối cùng nè là học bự nhất, là kéo ra là nó vuột ra luôn à, tại vì nó bị hư cái chỗ cái đồ kéo này ra rồi. Cái này là ta kéo ra nó dính lại đúng không? Còn cái này kéo ra nó đi ra luôn á. Là nó bị lỗi cái này nè, nó bị kéo cái này ra luôn, bị vuột bản lề rồi. Thùng này nặng 20 kg. Chiều dài là 61. Rộng là 26. 27 á. Cao từ dưới lên tới trên là 32. Rồi, thì cái thùng này có móp, có trầy xước nhẹ, có lỗi luôn. À, dí bị gì đâu. Cái đít lật thủ con cái đít lên. Cái đít làm sao ta? Để coi cái đít đây. Có móp luôn nghe mấy anh, móp xíu cái đít này. Đó, có trầy xước nhẹ, rồi cũng có móp cân chút xíu. Nè. Này thì vuột nó hạn xíu, nay chút xíu chỗ này luôn. Nhưng mà thùng này nặng. Nó dày dữ thần lắm. Thùng này 20 kg nha. Em bán cho mấy anh giá là 1.800.000. Bao ship ha. Giá này là em bao ship. Đây, nó đậy lại vậy nè. Đó, nó đậy lại vậy nè. Rồi, đỡ lên cái chút xíu. À, hơi cấn. 1.800.000 bao ship nha. Anh nào mà miền ngoài là thôi tiền lưỡi em le lưỡi. Tiền ship chứ, tiền ship le lưỡi. Mã 117 nha. 1.800.000 bao ship. Rồi em nói rồi, em có nhiều mã rồi đó. Cái nào thích mã nào thì cứ gọi điện chốt mã đó nha mấy anh. Thì tới đây em kết thúc video. Xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú. Hẹn mấy chú trong video sau của em đó nha. Bye bye.